Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 441, Hàn Lôi Long xin tha mạng. Không gian lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Hàn Lôi Long ngã dưới đất, xương bánh chè bên chân phải đã gãy nát, máu thịt lẫn lộn. Sau lưng ông ta, 500 đệ tử của võ đường nhà họ Hàn lập tức xông đến bao vây xung quanh Hàn Lôi Long, hơn nữa còn bày ra tư thế chuẩn bị đánh nhau vẻ mặt hung tợn nhìn tiêu chính văn chằm chằm. Mấy huấn luyện viên có thực lực binh vương còn lại cũng đứng mũi chịu sao, vội vã chạy đến đỡ hàn lôi long dậy, hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng, đường chủ, ông sao rồi? Hàn lôi long ôm lấy chân phải có xương bánh trẻ bị gãy, vẻ mặt tái nhợt. Từ giây phút này trở đi, ông ta biết rằng ở tỉnh không còn hàn lôi long nữa. Xương bánh chè chân phải đã gãy nát điều này thật sự gây tổn hại lớn đến thực lực của hàn lôi long kể từ ngày hôm nay địa vị của võ đường nhà họ hàn sẽ phải hứng chịu những ảnh hưởng to lớn mà tất cả những điều này đều do nam thanh niên thoạt nhìn trông rất bình thường này gây ra giết báo thù cho đường chủ giết hắn đi võ đường nhà họ hàn không thể bị sỉ nhục giết hắn mau giết hắn đi giữa những tiếng ầm ầm 500 đệ tử của võ đường nhà họ Hàn cùng dơ nắm đấm và gậy lên rồi xông về phía tiêu chính văn. Đúng lúc này, mây đen phía chân trời liền ùn ùn kéo đến. Tiêu chính văn đút hai tay trong túi quần, lạnh nhạt liếc nhìn 500 đệ tử võ đạo đang xông đến trước mắt. Đột nhiên, anh bỗng nhiên chuyển động và lao về phía trước. Ngay sau đó, anh giống như biến thành ám giả dạ quân vương và dục huyết tu la. Chỉ vài cú đấm, mấy trăm bóng người đang xông đến trước mắt đều đồng loạt văng ra xa. Lúc này, tiêu chính văn chính là thần chết. Mỗi một đấm là đánh bay một người. Mỗi một cú đá là đá văng mười mấy người. Hoàn toàn là sự tàn sát đơn phương. Năm trăm đệ tử kia giống như bông lúa trong mưa bão, đổ dạp xuống chỉ trong nháy mắt. Không quá năm phút đồng hồ, một đám đệ tử võ đạo nằm la liệt dưới đất, người gãy tay gãy chân, người thì lún bụng số người vẫn còn đứng vững như cũ không vượt quá 30. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều sướng sờ. Cùng lúc này, đám mây đen dày kịt sau lưng tiêu chính văn khiến anh trông cứ như thần chết, hai mắt toát lên sát khí ngút trời. Hàn lôi long nhìn những đệ tử của mình nằm dưới đất, lại nhìn hơn 20 đệ tử còn sót lại, hoàn toàn chấn động và kinh sợ. Chuyện này, sao có thể chứ? 500 đệ tử mà giờ chỉ còn lại hơn 20 người. Dù có là ông ta, dưới vòng vây của 500 đệ tử cũng không thể đánh bại toàn bộ một cách nhẹ nhàng điềm nhiên như thế. Đây hoàn toàn là mãnh hổ lao vào bầy dê, giống như bước vào nơi không người. Tiêu chính văn này còn ghê gớm hơn nhiều so với những gì mà mình nghĩ. Mày muốn chết à? Lúc Hàn Lôi Long vẫn còn kinh động, đám huấn luyện viên thực lực binh vương còn lại phẫn nộ sông lên, rút ra một con dao găm bén nhọn từ bên hông muốn đâm vào tim Tiêu Chính Văn. Thế nhưng, keng một tiếng, Tiêu Chính Văn giơ tay lên, con dao quân đội năm cảnh sắc nhọn giống như một luồng sáng được bắn ra, chặt đứt con dao găm kia, sau đó vô tình xuyên qua ngực tên huấn luyện viên, để lại một mảng máu đỏ thấm. Bụp, tên huấn luyện viên thực lực binh vương vừa bước được một bước, miệng hắn phun ra máu tươi cúi đầu nhìn vết thương đang ứa máu trên ngực rồi quỳ phịch xuống đất, sau đó không ngừng nôn ra máu, ngã trên vũng máu của chính mình. Chết thẳng cẳng, không gian lặng thinh, hai mươi mấy đệ tử bên cạnh hàn lôi long đều đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ kinh hãi tột độ. Mà lúc này, tiêu chính văn đã cầm theo con dao quân đội nằm cạnh nhuốm máu chậm rãi bước tới. Lúc này, anh giống như tu la, mỗi bước chân đều đang dẫm lên lồng ngực của bọn chúng, khiến chúng có cảm giác tim như đang bị ai đó bóp nghẹt. Bịch, hơn 20 đệ tử vội vàng quỳ xuống đất, thảm thiết cầu xin. a à, đừng giết chúng tôi, xin cao nhân dơ cao đánh khẽ. Chúng tôi cũng chỉ làm theo mệnh lệnh mà thôi, xin anh nương tay. Tôi vẫn chưa muốn chết, tôi không muốn chết đâu, xin đừng giết chúng tôi mà. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người nhà họ Khương ai nấy cũng đều ngơ ngác không chân thật lắm thì phải. Đây có còn là nhà họ Hàn vừa diễu võ dương oai nữa hay không? Chỉ trong nháy mắt, 500 đệ tử mà nhà họ Hàn dẫn tới chỉ còn lại hơn 20 người đang quỷ dưới đất kia. Hơn nữa, ngay cả Hàn lôi long cũng bị thương, còn có cả một huấn luyện viên có thực lực binh vương đã chết. Điều này khiến bọn họ quá mức kinh ngạc. Mà điều khủng khiếp nhất là tất cả những điều này đều do một tay tên tàn dư nhà họ tiêu tiêu chính văn gây nên. Anh ta mạnh như vậy thật sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng đứng trước đám người đang quỳ dưới đất, ánh mắt sắc bén nhìn Hàn Lôi Long đang đứng tiết dưới cuối hàng. Hàn Lôi Long chưa mở miệng đã nhịn đau mà quỳ xuống, mạnh mẽ dập đầu và gào lên, "Xin cậu tiêu tha cho tôi một mạng." "Ôi trời!" Mọi người liền trở nên náo động. Tất cả người nhà họ Khương đều mang theo vẻ mặt kinh ngạc. Hàn Lôi Long hống hách tự cao, gia chủ Hàn Lôi Long của nhà họ Hàn ở tỉnh một trong năm tông sư mạnh nhất của giới võ thuật tỉnh lại quỳ xuống để cầu xin tiêu chính văn tha mạng. Tha cho ông một mạng ư. Tiêu chính văn lạnh lùng nói, trước đó ông có từng nghĩ sẽ tha cho tôi một mạng hay không? Câu nói này khiến cho hàn lôi long như rơi xuống vực thẳng, cả người run lẩy bẩy. Bây giờ ông ta mới hiểu mình đã chọc giận người như thế nào. Một cậu thanh niên mới hơn 20 tuổi nhưng đã mạnh hơn mình gấp nhiều lần, loại thực lực này không phải thứ mà hàn lôi long ông ta có thể tưởng tượng nổi cao thủ như này thì thân phận và địa vị nhất định không hề thấp bản thân sao có thể chọc giận một người như thế chứ cậu tiêu tôi sai rồi cầu xin cậu tha cho tôi một mạng chỉ cần cậu không giết tôi dù điều kiện có là gì thì hàn lôi long tôi cũng có thể đáp ứng sau này bất kỳ lúc nào cậu tiêu cần thì hàn lôi long tôi cũng sẽ hết mực nghe theo hàn lôi long quỳ dưới đất cứ thế dập đầu liên lịa lúc này người nhà họ khương đã đứng dậy hết cả có người đỡ khương thái sương chậm rãi bước đến trước mặt tiêu chính văn khương thái sương cũng bày ra vẻ mặt vừa sống sót sau kiếp nạn nói với tiêu chính văn à tiêu chính văn hay là tha cho gia chủ hàn đi dù gì ông ta cũng là gia chủ của nhà họ hàn ở tỉnh địa vị ở tỉnh không hề thấp kém nếu như ông ta xảy ra mệnh hệ gì ở tu hà ở nhà họ khương của tôi thì những gia tộc khác ở tỉnh còn có những nhân vật lớn trong giới võ thuật ở tỉnh nhất định sẽ không bỏ qua cho nhà họ khương khương thái sương nói không hề sai đám người nhà họ khương cũng hùa theo phải đó tiêu chính văn thêm một chuyện không bằng bất một chuyện chúng ta vẫn nên bỏ qua cho hàn lôi long đi tiêu chính văn cậu đừng làm loạn thêm nữa mặc dù chúng tôi thừa nhận cậu rất lợi hại nhưng so với nhà họ hàn ở tỉnh mà nói thì nhà họ khương chúng ta vẫn còn quá yếu kém không đấu lại được họ đâu lão gia đã lên tiếng rồi cậu còn do dự gì nữa thế tiêu chính văn khẽ nhướng mày lạnh lùng nhìn đám người nhà họ khương đang nhao nhao giảng đạo lý với mình đám người này đúng là lành sẹo thì quên đau ban nãy vẫn còn quỳ dưới đất xin tha mạng thế mà bây giờ lại đứng về phía kẻ khác luôn rồi thậm chí có một số người còn uy hiếp mình nữa. Đám người nhà họ Khương bị ánh mắt của Tiêu Chính Văn dọa sợ run lẩy bẩy, vội vàng rụt cổ lại, không dám nhìn thẳng. Ai dám nhìn thẳng vào sát thần này cơ chứ? Còn chưa nhìn thấy nhiều người nằm la liệt dưới đất như vậy hay sao? Ngay cả Hàn Lôi Long cũng đã quỳ xuống xin tha mạng rồi. Lúc này, nghe thấy Khương Thái Sương xin tha cho mình thì Hàn Lôi Long cũng bám được vào cái phao cứu mạng gào lên, đúng đúng đúng, lão ra nói rất phải. Hàn lôi long tôi chết đi cũng không sao, nhưng mà sau khi nhà họ Hàn biết được nhất định sẽ không để yên đâu. Còn có những gia chủ khác ở tỉnh và những nhân vật lớn trong giới võ thuật tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ bằng cậu tiêu tha cho tôi đi, tôi sẽ lập tức rời khỏi Tu Hà. Chỉ cần cậu tiêu ở Tu Hà thì người nhà họ Hàn nhất định sẽ không đặt chân đến Tu Hà nửa bước. Xin cậu tiêu tha cho tôi chương 442, chấn động giới võ thuật tỉnh. Sắc mặt tiêu chính văn trở nên u ám, lúc này, Khương Vi Nhan cũng chạy từ sân nhỏ đến. Thấy cảnh tượng trước mắt, cô ngây ra như phóng, lộ vẻ kinh hãi, bụng miệng, vô cùng kinh ngạc. Chính văn, chuyện, chuyện gì đây, Khương Vi Nhan sốt ruột lo lắng hỏi. Bên kia, từ phân thấy Khương Vi Nhan tới thì hòa khóc, hét toáng lên, Vi Nhan ơi, cô tới rồi, suýt chút nữa là tôi và bố cô đã chết rồi. Mẹ, chuyện gì vậy? Khương Vi Nhan vội dìu từ phân, tuy là mẹ kế nhưng suy cho cùng vẫn là mẹ. Khương Vi Nhan vô cùng ngạc nhiên khi nhìn Khương học bác, đám người nhà họ Khương và Khương Văn Kỳ đang nằm dưới đất tựa vào lồng ngực Khương Mỹ Nghiên và Tiết Mai. Rốt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Khương Vi Nhan hoảng hốt nhìn Tiêu Chính Văn. Lúc này, người nhà họ Khương cũng vội vã hét lên. Vi Nhan, cô tới rồi, cô mau khuyên Tiêu Chính Văn đi. Phải đó, không nên giết ra chủ Hàn, nếu không thì nhà họ Khương chúng ta thực sự xong đời mất. Đắc tội nhân vật lớn ở tỉnh, dù là cả Tu Hà cũng không gánh vác nổi trách nhiệm đâu. Cuống hồ nhà họ Khương nho nhỏ ở Tu Hà chúng ta. Nghe tiếng bàn tán không ngừng của mọi người, Khương Vi Nhan cũng hiểu được ngọn nguồn sự việc. Nghĩ một hồi, cô nói với Tiêu Chính Văn, "Chính Văn, hay là bỏ qua cho gia chủ hàn đi suy cho cùng cũng không có hậu quả nghiêm trọng nào nhà họ khương chỉ là một gia tộc nhỏ bé ở tu hà không chọc nổi mấy nhân vật lớn và gia tộc lớn ở tỉnh đâu hơn nữa giờ gia chủ hàn đã như này có lẽ cũng đã chịu chừng phạt thích đáng rồi nghe thấy vậy tiêu chính văn cau mày hàn lôi long đang quỳ dưới đất dập đầu liên tục gào lên phải, phải 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 tiểu thư khương nói đúng tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình mong cậu tiêu rộng lượng tha mạng cho tôi sau khi quay về chắc chắn tôi sẽ nói với mấy người bạn ở tỉnh bảo bọn họ tuyệt đối không ra tay với nhà họ khương mong cậu tiêu dơ cao đánh khẽ đám đệ tử của võ đường nhà họ hàn đang quỳ dưới đất cũng không ngừng dập đầu xin tha thứ cả người run bần bật tiêu chính văn nhíu mày nhìn khương vi nhan rồi lạnh lùng nói hàn lôi long ông nhớ cho kỹ cái mạng này của ông là vợ tôi cho cút về tỉnh đi nếu còn có lần sau thì nhất định tôi sẽ san bằng nhà họ Hàn và cả giới võ thuật ở tỉnh. Câu nói này của anh tựa như sấm rền, ẩm ẩm vang dội. Hàn lôi long nhanh chóng dập đầu, hét lên, vâng vâng vâng. Tôi sẽ nghe theo lời dạy dỗ của cậu tiêu. Xuất lời, ông ta được đám đệ tử dìu xuống, đưa theo hai thi thể của hướng dẫn viên có thực lực binh vương, rời khỏi nhà họ Khương. Sau khi thấy Hàn lôi long rời đi, người nhà họ Hàn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ trong chốc lát, Khương Văn Kỳ một mực giả chết lập tức nhảy dựng lên từ dưới đất, khuôn mặt ngập tràn vẻ vừa sống sót sau tai nạn, thở phào một hơi. Sau đó ông ta tỏ vẻ căm hận xông đến. Chỉ vào mũi tiêu chính văn rồi bắt đầu mắng chửi, tiêu chính văn ơi là tiêu chính văn. Mày xem đi, đều tại mày mà nhà họ Khương tao suýt chút nữa rơi vào cảnh diệt tộc rồi. Vậy mà mày còn có mặt mũi đứng đây, mày cút. Hút mau. Khương Văn Kỳ mở miệng nói, đám người nhà họ Khương vốn bực mình cũng mắng tiếp. Đúng, đều tại mày, nếu không phải vì mày thì bọn tao sẽ quỳ dưới đất như chó chết xin người khác tha mạng sao. Mẹ kiếp, lớn tới chừng này rồi ông đây còn chưa quỳ trước ai bao giờ. Lão ra, mau đuổi nó khỏi nhà họ Khương đi. Đối diện với lời quát tháo của mọi người, tiêu chính văn chỉ lạnh lùng cau mày. Sau đó, trong sự sửng sốt của mọi người, Tiêu Chính Văn giơ tay lên, bóp lấy cổ của Khương Văn Kỳ, nhấc cả người ông ta lên, lạnh lùng nói, Khương Văn Kỳ, những lời này tôi không muốn nói lần thứ hai. Nể tình ông là bác cả của Vi Nhan nên tôi không giết ông. Nhưng nếu ông lại dám có ý đồ gì với vợ và con gái của tôi thì kết cục của ông chỉ có cái chết. Nói xong, Tiêu Chính Văn ném Khương Văn Kỳ xuống đất khiến hai chân ông ta mềm nhún, ngã phịch xuống đất. Tiêu Chính Văn xoay người dẫn Khương Vi Nhan đang lưỡng lự rời đi. Văn Kỳ, ông không sao chứ? Bố, bố sao rồi? Tiết Mai và Khương Mỹ Nhiên vội xông đến đỡ Khương Văn Kỳ ngồi dậy. Lúc này Khương Văn Kỳ điên tiết, chỉ vào bóng dáng Tiêu Chính Văn đang rời đi rồi gào mồm lên: Tiêu Chính Văn, mày chẳng qua chỉ là con chó hoang, cậy có chút bản lĩnh liền coi trời bằng vung phải không? Nói cho mày biết ở cái hoa quốc này còn có người giỏi hơn mày, mày đừng có mà vinh váo ngông cuồng. Sớm muộn gì cũng có ngày tao bắt mày quỳ trước mặt tao, dập đầu xin lỗi tao. Còn bên này, sau khi Hàn Lôi Long quay về tỉnh đã náo động cả giới võ thuật tỉnh. Sao cơ, Hàn Lôi Long bị người đánh gãy một chân ư, võ đường nhà họ Hàn có 500 võ sĩ mà bị thương hơn 460 người. Ba người hướng dẫn cấp binh vương đều chết hết sao. Trời ơi, không phải nhà họ Hàn này tới Tu Hà để dạy dỗ thằng ở rể nhà họ Khương nhỏ bé sao? Sao lại thành ra nông nỗi này rồi? Hàn Lôi Long có thực lực quân vương huyền cấp 2 sao đấy? Nằm trong top 5 người mạnh nhất ở giới võ thuật tỉnh. Là tông sư võ đạo, ai có thể đánh gãy chân ông ta thế? Bỗng chốc, cả giới võ thuật và nhiều gia tộc giàu có đều thảo luận về chuyện võ đường nhà họ Hàn. Thậm chí có người manh động, bắt đầu chiếm đoạt địa bàn và tụ điểm buôn bán của võ đường nhà họ Hàn ở tỉnh. Bởi vì, có thể nói là lần này võ đường nhà họ Hàn tổn thất tài nguyên nghiêm trọng. Lúc này ở nhà họ Hàn, Hàn Lôi Long đang trong sảnh lớn, chân phải đã bó bột, bác sĩ bảo về cơ bản thì cái chân này đã bị phế bỏ. Trong ngoài nhà họ Hàn, bóng người vội vã qua lại, cấp dưới không ngừng xông vào báo cáo, vài địa bàn và việc làm ăn của nhà họ Hàn đã bị gia tộc khác chiếm mất hàn lôi long cũng bất lực. Bỏ đi, bỏ đi, mau công bố ra bên ngoài, kể từ ngày hôm nay, nhà họ hàn chính thức rút lui khỏi giới võ thuật tỉnh. Hàn lôi long xua tay nói, khoảnh khắc này ông ta cứ như đã già đi mười mấy tuổi. Tông sư võ đạo hạng nhất ở tỉnh Hàn Lôi Long lúc này như đã bước qua cái tuổi gần đất xa trời. Tin nhà họ Hàn lui khỏi giới võ thuật truyền ra ngoài đã dấy lên một trận náo loạn ở tỉnh nhà họ hàn xương bá mấy chục năm trong giới võ thuật đã lui như vậy ư thực sự khiến người khác phải thổn thức mà cùng lúc này tại một cuộc hội nghị bàn tròn trong một võ đường thế giới ngầm mười mấy nhân vật đại diện của giới võ thuật tỉnh đã ngồi vào chỗ còn có mười mấy võ sư của các võ quán lớn nhỏ cũng tề tựu đông đủ đặc biệt ở hàng đầu tiên có 5 chiếc ghế lúc này đã có bốn người nam nữ có vóc dáng tuổi tác không giống nhau ngồi xuống một chỗ trống trong đó viết tên Hàn Lôi Long. Bầu không khí trong cả võ đường trông có vẻ rất ngột ngạt. Mọi người đều đang nhỏ giọng thảo luận gì đó. Mà lúc này, ở phía sau từ từ xuất hiện tiếng gậy gõ xuống sàn. Mọi người lập tức đứng dậy, liếc nhìn với ánh mắt vô cùng sùng bái. Ngay cả bốn nhân vật đại diện cho tông sư đứng đầu giới võ thuật cũng mau chóng đứng dậy, kích động nhìn ông cụ đang đi tới. Ông cụ khoảng chừng 6-70 tuổi, Đầu bạc hoa dâm, sắc mặt hồng hào, mặc bộ thái cực quyền màu trắng. Bên đó còn có một thiếu nữ trẻ tuổi chừng 17, 18 tuổi cũng mặc đồ trắng giản dị, buộc tóc đuôi ngựa, trẻ tuổi xinh đẹp, vẻ ngoài ưa nhìn, tràn trề khí chất thuần khiết của một cô gái tuổi trăng tròn. Ông cụ bước tới đằng trước, thản nhiên vẫy tay, ra dạ ý mọi người ngồi xuống. Sau đó, cụ ta ngồi trên ghế chủ trì ở chính giữa lên tiếng, nếu mọi người đã tới đông đủ thì chúng ta bàn chuyện chính đi. Tôi cũng đã nghe nói về chuyện của nhà họ Hàn. Chuyện này đối với giới võ thuật mà nói đúng là một sự nhục nhã lớn. Sau đó, tôi mới xuống núi, tụ họp mọi người tới đây là để cùng nhau nghĩ cách đối phó với thằng ở rể nhỏ bé Tiêu Chính Văn. Audio điện tử võ tấn bền chương 443, Hiệp hội Võ Thuật Tỉnh Chiêu Mộ Nhân Tài ông cụ vừa dứt lời nhân vật đại diện của giới võ thuật xung quanh lần lượt bàn tán xôn xao ông cụ này là người sáng lập ra giới võ thuật của tỉnh còn là nguyên chủ tịch hiệp hội võ thuật tỉnh chỉ là giờ đã nghỉ hưu lùi về phía sau rất ít khi quan tâm đến chuyện trong giới võ thuật nhưng sự việc lần này xảy ra tại võ đường nhà họ hàn đã làm kinh động đến giới võ thuật của tỉnh vậy nên bốn nhân vật đại diện cho giới võ thuật lần lượt lên tiếng mời cụ ta ra mặt. Dù sao, Hà lão mới là người có tiếng nói trong giới võ thuật tỉnh. Chỉ cần có cụ ta chống lưng thì những việc sau đó bọn họ không cần kiêng dè gì nữa. Hơn nữa, Hà lão này chính là một tông sư võ đạo, thực lực 10 năm trước đã đạt cấp quân vương. Chỉ có điều, vài năm nay, Hà lão rất ít khi ra tay, một mực không quan tâm đến chuyện của giới võ thuật, vậy nên rất nhiều người suýt chút nữa đã quên mất sự tồn tại của Hà lão. Cô thiếu nữ khoảng 17, 18 tuổi năng động hoạt bát bên cạnh Hà lão chính là cháu gái của cụ ta, tên là Hà Linh Nhi. Nghe nói, ở độ tuổi này, cô ta đã sớm là một cường giả thực lực binh vương huyền cấp 2 sao. Tương lai tiền đồ võ thuật không thể coi thường. Thấy mọi người xôn xao bàn tán, Hà lão ngồi xuống, chậm rãi nhấp ngụm trà. Bốn người đại diện giới võ thuật ngồi bên cạnh, nói nhỏ với hà lão điều gì đó. Một lúc sau, một người đàn ông trung niên hơi mập mạp, cao chừng 1m60 hơn, trông có vẻ thấp lùn. Nhưng mọi người ở đây đều không dám coi nhẹ ông ta. Bởi vì, ông ta chính là đường chủ võ đường nhà họ ô ở tỉnh ô Vĩnh Bình, một vị cường giả cấp quân vương. Nghe đâu, vài năm gần đây, ô Vĩnh Bình đã đột phá đến thực lực của một quân vương cấp 3 sao. Điều này có thật hay không thì chẳng ai biết được. Ô Vĩnh Bình đứng dậy, trên người toát ra sát khí lạnh lùng khiến người người rét run, nói, Hà Lão, chuyện của nhà họ Hàn lần này chính là sự sỉ nhục và khiêu khích đối với giới võ thuật chúng ta. Một thằng ở rể nhỏ bé ở Tu Hà, lại dám láo tét và coi thường giới võ thuật, chúng ta nên phái một đội quân tinh nhuệ hợp sức lại, đến Tu Hà, tìm nhà họ Khương và Tiêu Chính Văn hỏi cho ra lẽ. Nhất định phải khiến người ở Tu Hà, đám người ở tỉnh và giới võ thuật bốn thành phố xung quanh nhìn cho rõ, giới võ thuật của tỉnh chúng ta không dễ chọc vào. Đúng, đường chủ ô nói không sai, nhất định phải bắt tiêu chính văn trả giá. Dám thách thức giới võ thuật chúng ta, đúng là tự tìm đường chết. Bây giờ, trong tỉnh và cả giới võ thuật bốn thành phố bên cạnh không ít người đang bàn tán về giới võ thuật của chúng ta, nói chúng ta là những con hổ giấy miệng hùm gan sứa. Đúng là bắt nạt người quá đáng. Ngay sau đó, bảy tám người của giới võ thuật lần lượt lên tiếng ủng hộ Ô Vĩnh Bình. Hà lão lặng lẽ gật đầu, nghiêng đầu liếc nhìn một người đàn ông trung niên, mở miệng hỏi, "Đường chủ Đường, thấy ý kiến này thế nào?" Người đàn ông trung niên tên là Đường Ngọc Sơn, là gia chủ nhà họ Đường đứng đầu giới võ thuật, cũng chính là đường chủ võ Đường nhà họ Đường ở tỉnh, hiện giờ đang là hội trưởng hiệp hội võ thuật tỉnh. Tính tình ông ta khôn khéo, nhiều mưu nhiều kế, thận trọng tỉ mỉ. Hơn nữa, bản thân Đường Ngọc Sơn chính là một đại tông sư võ đạo, thực lực 5 năm trước đã là quân vương thiên cấp 4 sao. Ông ta là người đầu tiên đạt được thực lực này trong giới võ thuật tỉnh. Lúc này, Hà Lão mở miệng hỏi, Đường Ngọc Sơn cũng chắp tay mỉm cười, sau đó đứng dậy nói ý kiến của đường chủ ô, tôi cảm thấy chưa ổn thỏa lắm. Ông ta vừa dứt lời, sắc mặt ô vĩnh bình tối sầm lại, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Những người ủng hộ ô vĩnh bình xung quanh đều mang sắc mặt u ám. Đường Ngọc Sơn, ý của ông là gì? Ô Vĩnh Bình không phải là người tính tình hiền lành. Ông ta lạnh lùng hỏi thẳng, chẳng lẽ ông muốn để giới võ thuật chúng ta trở thành trò cười trong miệng thiên hạ? Hay là nói, đường Ngọc Sơn ông tuổi cao rồi, không còn kiệt xuất như hồi còn trẻ nữa, muốn yên ổn hưởng thụ à? Nếu đã như vậy, thì ông mau từ chức hội trưởng hiệp hội võ thuật, để cho người có năng lực đảm nhiệm câu nói này khiến đám người ở dưới không dám ho he gì trong giới võ thuật tỉnh có tin đồn rằng võ đường nhà họ ô và nhà họ đường không hòa hợp cho lắm hôm nay xem ra quả nhiên đúng là như vậy loại chuyện như thế này bọn họ tốt nhất không nên can dự vào nếu không sẽ rước hỏa vào thân đối với bọn họ đều không có lợi đường ngọc sơn bình tĩnh cười nói đường chủ ô đừng tức giận thế Tôi nói như vậy thì ắt có lý lẽ của tôi. Đường chủ Hàn là một trong năm đại tông sư của giới võ thuật tỉnh chúng ta, thực lực của ông ta là quân vương huyền cấp 2 sao. Với thực lực như vậy, lại cộng thêm thực lực của hai huấn luyện viên cấp binh vương và 500 đồ đệ ở võ đường, đi một chuyến đến tu hà rõ ràng là bất khả chiến bại, đánh đâu thắng đó. Nhưng bây giờ kết quả lại là Đường chủ Hàn bị gãy một chân, 500 đồ đệ của võ đường bị thương hơn 460 người cộng thêm nghiêu mãng lúc trước thì tổng cộng ba huấn luyện viên thực lực cấp binh vương đều chết tại Tu Hà. Đường chủ ô, ông nói cho tôi biết, dựa vào thực lực của ông, có thể làm được như thế không? Một câu nói khiến tất cả chết lặng. Sắc mặt ô vĩnh bình u ám, ánh mắt lóe lên tia sáng. Đúng vậy, chỉ dựa vào thực lực quân vương cấp 3 sao của ông ta, đối phó với hàn lôi long quân vương huyền cấp 2 sao, 500 đồ đệ của võ đường nhà họ Hàn và hai huấn luyện viên thực lực binh vương cũng không có khả năng thắng lớn như vậy. Nói cách khác, thực lực của thằng ở rể tiêu chính Văn ở Tu Hà chắc chắn cao hơn cả quân vương huyền cấp 2 sao. Ít nhất cũng là thực lực quân vương huyền cấp 3 sao. Ô Vĩnh Bình rơi vào trầm mặc. Toàn bộ người ở đây cũng im lặng. Bởi vì, bọn họ đều hiểu ra một điều. Một thằng con rể nhỏ bé ở Tu Hà sẽ có được loại thực lực lớn mạnh như vậy sao? Quá khủng bố. Đường Ngọc Sơn thấy mọi người đều trầm mặc, tiếp tục nói, "Mọi người, theo như tin tức tôi vừa nghe ngóng được, thằng con rể của nhà họ Khương ở Tu Hà Tiêu Chính Văn, thực lực tuyệt đối không dưới quân vương cấp 3 sao. Với thực lực của thanh niên đó, mọi người dám khẳng định có thể đối phó với cậu ta mà không bị tổn hại gì không?" Trước khi đến đây, tôi đã đi gặp Đường Chủ Hàn, ông ta nói với tôi rằng Mọi người trong hiệp hội võ thuật của chúng ta tuyệt đối đừng dạy gì mà đắc tội với thanh niên đó. Nếu không, hậu quả chúng ta không thể tưởng tượng được. Vốn dĩ tôi cũng không tin, cho đến khi Đường chủ Hàn nói chuyện này với tôi. Mọi người nghe xong, lần lượt ngẩng đầu hỏi Đường Ngọc Sơn, "Đường chủ Hàn, Đường chủ Hàn nói gì vậy?" Vẻ mặt Đường Ngọc Sơn nghiêm trọng, thở dài nói, "Đường chủ Hàn nói rằng, đối phương đã đánh gãy chân của ông ta chỉ bằng một đòn." Ừm. Um, toàn bộ chết lặng, tất cả mọi người hít sâu vào một hơi khí lạnh. Một đòn. Trời ơi, lại chỉ dùng một đòn đã đánh bại được Hàn Lôi Long Quân Vương huyền cấp 2 sao? Điều này thật ngoài sức tưởng tượng. Nghe xong, sắc mặt Hà lão đang ngồi uống trà cũng u ám lại, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc. Một đòn sao? Hay lắm. Đó chẳng phải là một thanh niên mới hơn 20 tuổi à? trẻ như vậy mà đã có bản lĩnh mạnh mẽ đến thế, thực sự là khó tưởng tượng nổi. Thấy sắc mặt mọi người đều nghiêm trọng, đường Ngọc Sơn nói tiếp, vì vậy, để đối phó với tiêu chính văn, Hiệp hội Võ Thuật Tỉnh đã ra quyết định, chiêu mộ nhân tài. chương 444, lấy anh nhé. ầm uhm, một câu nói, khiến cả võ đường như có tiếng sấm vang rền. Chiêu mộ, mười mấy đại biểu võ giả đang đứng xung quanh đều ngẩn ra, bàn tán ẩm ý ô vĩnh bình là người đầu tiên nhảy ra hét lên không thể nào tuyệt đối không thể nào đánh đường chủ hàn bị thương thành dạng này còn định dìm giới võ thuật tỉnh ta vào vòng xoáy của dư luận vậy mà các người còn muốn chiêu mộ người như vậy đúng vậy đường chủ đường làm thế khác nào tát thẳng vào mặt giới võ thuật tỉnh chúng ta chứ tôi không đồng ý cho cậu ta vào một thằng ở rể nhà họ khương tu hà nhỏ nhoi có tư cách gì mà được chiêu mộ vào giới võ thuật tỉnh. Đối mặt với sự phản đối hung hãn của mười mấy người này, đường Ngọc Sơn chỉ cười nhạt, quay sang nhìn Hà Lão bên cạnh, nói, Hà Lão, cụ thấy thế nào? Lúc này Hà Lão mới chậm rãi đặt chén trà xuống, nhìn về phía đường Ngọc Sơn, cười nói, tiểu đường, đừng nói là cậu muốn cho tiêu chính văn này tham gia đại hội võ thuật lục thành cùng chúng ta vào tháng sau đấy nhé. Đường Ngọc Sơn bật cười, nói chả giấu được cụ chuyện gì cả hà lão lạnh nhạt gật đầu trong mắt lóe lên một tia sắc bén sau đó hà lão khẽ ho một tiếng đám người ồn ào xung quanh cũng trở nên yên lặng đường chủ đường đã có quyết định như vậy thì làm theo thôi ở độ tuổi này mà có được thực lực như vậy quả nhiên là người tài giới võ thuật tỉnh ta cũng nên khoan dung mới đúng chúng ta chiêu mộ những người trẻ tuổi này cũng chính là một cách tăng thêm nhiệt huyết và sức sống cho giới võ thuật tỉnh ta chúng tôi đều có tuổi rồi không thể nhìn sự phát triển của giới võ thuật bằng con mắt già nua này được theo tin tức mà tôi nhận được sự phát triển của giới võ thuật các thành phố xung quanh đã thu hút không ít những nhân tài mới đương nhiên giới võ thuật tỉnh chúng ta cũng không thể cứ bảo thủ không chịu thay đổi cùng với sự đi lên của thời đại mới chúng ta phải tìm kiếm những cơ hội phát triển mới tiểu đường, cậu bố trí đi. Dứt lời, cụ ta chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Vừa đi được hai bước, cụ ta đột nhiên dừng lại, nói, đại hội võ thuật lục thành vào tháng tới, nếu có thể chiêu mộ được tiêu chính văn đó tham gia thì báo danh luôn cho cậu ta đi. Vâng, Hà Lão. Đường Ngọc Sơn cung kính chắp tay nói, tiễn nhìn Hà Lão rời đi. Mãi đến khi Hà Lão đi rồi, trong võ đường mới vang lên tiếng bàn tán ẩm ý. Chuyện quái gì đây, thật sự muốn chiêu mộ tên ở dệt tiêu chính văn đó sao? Chịu chết, hà lão già rồi hay gì? Sao lại đồng ý cơ chứ? Hai, chẳng lẽ giới võ thuật ở tỉnh chúng ta lại yếu như vậy sao? Còn phải phải mời thêm người ngoài là thằng ở dệt tu hà để trợ giúp. Nhiều người vẫn giữ nguyên định kiến, tỏ ra e rè khi thấy tiêu chính văn được chiêu mộ vào giới võ thuật tỉnh. Vì đối với họ mà nói, đây không phải là chuyện tốt gì cho cam hơn nữa dân địa phương chắc chắn bài ngoại nhất là ô vĩnh bình ông ta dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đường ngọc sơn giọng nói không chút cảm xúc đường ngọc sơn ông mưu trí thật đấy vậy tôi sẽ chờ xem tên tiêu chính văn mà ông để ý có thể đại diện cho võ thuật tỉnh chúng ta hay không có giành được thứ hạng tốt trong đại hội võ thuật lục thành hay không chúng ta đi suốt lời ô vĩnh bình xua tay dẫn người rời đi Đường Ngọc Sơn nhìn đám người rời đi, bên cạnh vẫn còn một nam một nữ đang ngồi, là hai vị tông sư của giới võ thuật tỉnh. Đường Ngọc Sơn, ông có chắc thằng nhóc đó có thể đại diện cho giới võ thuật tỉnh ta đạt thành tích tốt trong đại hội võ thuật lục thành không? Một người phụ nữ trung niên, mặc bộ đồ thời đường màu đỏ, dáng người cao gầy, làn da được chăm sóc rất tốt, khuôn mặt hơi lạnh lùng. Đường Ngọc Sơn quay đầu lại nói với người phụ nữ trung niên, Đường chủ hót bà cho rằng những người trong giới võ thuật tỉnh hiện giờ như chúng ta có thể đạt được thành tích tốt trong đại hội võ thuật lục thành sao giới võ thuật tỉnh ngày nay đã hữu danh vô thực bà nhìn những người vừa rồi đi có ai là không tham gia vì lợi ích của bản thân chứ đã có lúc nào bọn họ quan tâm đến sự phát triển của giới võ thuật tỉnh chưa nếu vậy tại sao chúng ta không tìm một người khác biệt nói không chừng còn mang đến phong cách khác người vẻ mặt đường chủ hoắc nghiêm túc lông mày lá liễu hơi nhíu lại đôi môi đỏ mọng mở miệng nói đường ngọc sơn ông không lo đến lúc đó cậu ta thất bại ông không thể giữ được vị trí hội trưởng hiệp hội này nữa sao đường ngọc sơn cười nói có mỗi cái chức hội trưởng hiệp hội thôi mà ai muốn làm thì làm đường chủ hoác khẽ gật đầu nói hy vọng ông sẽ không làm chúng tôi thất vọng không làm giới võ thuật tỉnh thất vọng suốt lời mấy người họ cùng rời đi đường ngọc sơn đứng ở võ đường Đằng sau còn có một người. Đó là Trương Lập Thiết của võ đường nhà họ Trương, một trong tứ đại tông sư của giới võ thuật tỉnh ngày nay. Ông Đường, hành động này của ông mạo hiểm quá, Ô Vĩnh Bình không dễ đối phó đâu. Phía sau ông ta còn có nhà họ Viên chống đỡ, vừa nói, ánh mắt Trương Lập Thiết lập tức tràn đầy lạnh lùng. Đường Ngọc Sơn cười nói, tôi biết, nên tôi mới làm vậy. Mà bên này sau khi Hà Lão rời võ đường dưới lòng đất, cụ ta quay trở lại xe của mình. Trong xe, cô gái trẻ Hà Linh Nhi hỏi, ông ơi, tiêu chính văn mà ông nhắc đến có phải có thực lực rất mạnh không? Hà Lão bật cười, nói con nhóc này, sao thế, trong lòng vẫn không phục à? Hà Linh Nhi bĩu môi, tỏ vẻ kiêu ngạo, nói, đâu ạ, à? cháu chỉ tò mò về anh ta thôi. Nghe các ông nói, anh ta có vẻ như mới khoảng 20 tuổi vậy mà đã có thực lực quân vương địa cấp 3 sao rồi hả? À? cụ ta gật đầu nói đúng vậy giang sơn át có người tài cậu ta còn trẻ như vậy đã có được thực lực mạnh kinh người không thể xem thường người như vậy nhất định không phải là một tồn tại vô danh thằng đường ngọc sơn kia đang nghĩ cái gì ông đây biết hết ông nội ý của ông là tiêu chính văn có thân phận khác thường hà linh nhi nghi ngờ hỏi chớp chớp đôi mắt to hà lão nhìn thấu nhưng không nói thật cụ ta mỉm cười nói thiên cơ không thể tiết lộ đến lúc đó cháu sẽ biết suốt lời xe nổ máy lao vào màn đêm tại tu hà trong sân nhỏ khương vi nhan đang quan sát tiêu chính văn thật kỹ tiêu chính văn ngồi đó với vẻ mặt đau khổ tủi thân nói đi có phải anh đang giấu em chuyện gì không khương vi nhan khoanh hai tay trước ngực hất cằm mang theo khí chất của nữ chủ nhân. Tiêu chính văn nhìn ngang nhìn dọc, cười ha ha, nói, vợ ơi, anh thật sự không giấu em chuyện gì cả. Anh không phải lính suốt ngũ, trước kia anh từng là sĩ quan chỉ dạy võ thuật trong quân đội. Phải đối phó với đám người đó nên thân thủ mới tốt như vậy. Đơn giản vậy thôi. Khương Vi Nhan đã rút kinh nghiệm nên tiếp tục hỏi, cái nhìn đầy sắc bén. Ừ, đơn giản vậy thôi. Tiêu Chính Văn vội vàng đứng dậy, kéo Khương Vi Nhan ngồi xuống, bóp vai cô, nói, đúng rồi, vài ngày nữa là tới đám cưới của chúng ta, em có kế hoạch gì? Khương Vi Nhan nghe thấy vậy, gương mặt cô thoáng qua vẻ vui mừng, kích động, sau đó lại trở nên cô đơn, nói Tiêu Chính Văn, hay là, chúng ta đừng làm nữa. Không làm nữa, tại sao Tiêu Chính Văn cau mày hỏi? Khương Vi Nhan nói một cách ngượng nhịu, em lo, Kết hôn cùng ngày với chị Mỹ Nghiên, chúng ta sẽ trở thành trò cười mất. Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn bước đến chỗ Khương Vi Nhan, ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, cười nhẹ, "Vi Nhan, tin anh, anh nhất định sẽ khiến em trở thành cô dâu hạnh phúc và xinh đẹp nhất thế gian này." Mặc dù chúng ta đã ở bên nhau chưa đầy 3 tháng, nhưng anh, Tiêu Chính Văn, thề với trời, mỗi ngày trong tương lai, anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ con gái của chúng ta nơi nào có em, nơi đó là nhà của Tiêu Chính Văn Anh. Sứt lời, Tiêu Chính Văn quỳ một gối xuống, nắm lấy bàn tay trắng như ngọc của Khương Vi Nhan, lấy ra một chiếc nhẫn, chậm rãi luồn vào ngón tay cô, nói, gả cho anh, em nhé. Khương Vi Nhan nhìn Tiêu Chính Văn mà nước mắt lưng tròng, gật đầu đáp vâng. Chương 445, Tổng tư lệnh sở chỉ huy quân đội mới. Ngày hôm sau, Tu Hà xảy ra một chuyện làm chấn động toàn bộ các gia tộc giàu có Tu Hà, cũng như tất cả các thế lực. Tổng tư lệnh của Sở Chỉ huy quân đội Tu Hà sắp thay người. Nói cách khác, thiếu tá Hàn Lợi Dân bị điều đi khỏi Tu Hà để nhậm chức ở Long Kinh. Anh ta được thăng chức. Đồng thời, Sở Chỉ huy quân đội Tu Hà cũng sẽ chào đón một sĩ quan chỉ huy mới. Nghe nói quân chức không hề nhỏ, là một vị tướng quân. Ngay khi tin tức được truyền ra, cả tu hà đều náo động. Một vị tướng quân đến bất ngờ, nhậm chức tổng tư lệnh của sở chỉ huy quân đội tu hà. Đất trời tu hà sắp thay đổi rồi sao? Đột nhiên, gia chủ của các gia tộc lớn ở tu hà, cũng như nhiều nhân vật nổi tiếng, lần lượt đến sở chỉ huy quân đội tu hà để xác minh tính xác thực của tin tức. Cuối cùng, hàn lợi dân bị làm phiền tới mức không còn cách nào khác nên đã phái một đại đội binh lính đến canh giữ cổng sở chỉ huy quân đội Tu Hà tất cả những gia tộc giàu có đến thăm dò tin tức đều bị chĩa súng lui về. Tuy nhiên, sau cùng thì tin đồn cũng được xác minh. Thiếu tá Hàn Lợi Dân thực sự sẽ được điều động rời khỏi Tu Hà để đảm nhiệm chức vụ của mình ở Long Kinh. Mà sở chỉ huy quân đội Tu Hà cũng sẽ chào đón một tổng tư lệnh mới. Quân chức cụ thể không thể nói rõ, chỉ có thể biết là vị tướng quân này đến từ Bắc Lương. Đúng lúc này, trong phòng làm việc của Tổng tư lệnh Sở Chỉ huy quân đội Tu Hà, Tiêu Chính Văn thản nhiên ngồi trên sofa, còn Hàn Lợi Dân ngồi đối diện, cung kính pha trà. Chủ soái đây cũng là nhiệm vụ vừa thay đổi do cấp trên điều xuống. Từ bây giờ, anh sẽ là Tổng tư lệnh của Sở Chỉ huy quân đội Tu Hà. Hàn Lợi Dân mỉm cười. Tiêu Chính Văn ngồi trên ghế sofa, nhíu mày nói, đây là ý của Long Các để tôi thuận tiện làm tổng tư lệnh của sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Hàn lợi dân cười nhạt, nói, đúng vậy, chủ soái, đây là ý của Long Các, còn đây là tài liệu sắp xếp nhiệm vụ. Nói xong, Hàn lợi dân đưa tài liệu cho Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhận lấy, anh liếc nhìn, lập tức nhíu mày, sau đó ném tập tài liệu lên bàn trà, hai tay chắp sau đầu, cười nói, mấy ông già này hay thật đấy, bắt tôi tiện tay cai quản mấy chục nghìn quân ở sở chỉ huy quân đội tu hà hàn lợi dân cũng cười theo nói chủ soái tập tài liệu này thì sao tiêu chính văn thở dài nói nếu đã là ý của long các thì cứ quyết định vậy đi hàn lợi dân lập tức đứng dậy cung kính chào anh rồi nói chúc mừng chủ soái chính thức nhậm chức tổng tư lệnh của sở chỉ huy quân đội tu hà tiêu chính văn xua tay đứng dậy vỗ vai hàn lợi dân và nói khi đến Long Kinh, anh cố gắng làm việc. Có vấn đề gì cứ liên hệ trực tiếp với văn phòng liên lạc Bắc Lương của Long Kinh. Cảm ơn chủ soái. Hai mắt hàn lợi dân đỏ hoe. Tiêu chính văn cười nhạt, xoay người chuẩn bị rời đi. Hàn lợi dân vội vàng nói, đúng rồi chủ soái, tối nay sẽ có một bữa tiệc. Vừa để tiến thuộc hạ rời khỏi hà, đến Long Kinh nhậm chức, vừa để chào đón tổng tư lệnh mới, anh thấy nên sắp xếp như thế nào. Tiêu chính văn cao mày, nói, tùy anh, đừng để lộ thân phận của tôi là được. Thuộc hạ tuân lệnh, hàn lợi dân đáp. Tiêu chính văn vừa rời sở chỉ huy quân đội tu hà, liền đi tìm Long Nhị và Long Tứ, liên lạc với Long Các. Ông Tần, các ông có ý gì vậy? Tiêu chính văn gọi điện thoại, có chút bất mãn. Ở đầu bên kia điện thoại, Tần Hán Quốc đang họp trong Long Các, mỉm cười nói, Tiêu chính văn, đây là ý của lão thủ trưởng của cậu làm cho hẳn hoi vào, những chuyện khác cậu đừng hỏi nhiều. Tiêu Chính Văn cau mày, hít sâu một hơi nói, vậy tôi chỉ có một điều kiện, binh lính đóng quân ở Tu Hà, tôi muốn đổi thành 50.000 binh lính Bắc Lương. Tần Hán Quốc suy nghĩ một chút rồi nói, cũng được, 50.000 binh lính Bắc Lương, lập tức lên đường đổi cho binh lính đang đóng quân ở Tu Hà. Tiêu Chính Văn đồng ý rồi cúp điện thoại. Tại phòng họp Long Các, đứng trước bản đồ Hoa Quốc rộng lớn, Giang Vạn Long giơ hai tay lên, giọng nói vang lên như tiếng chuông hỏi, cậu ấy nói sao? Tần Hán Quốc mỉm cười, nói yêu cầu binh lính đang đóng quân ở Tu Hà đổi thành 50.000 binh lính Bắc Lương. Giang Vạn Long gật đầu không nói gì. Sau đó, ông ấy xoay người, sắc mặt lạnh lùng, hết sức nghiêm túc, nói, vừa nhận được tin tức từ thiên tử các, xích diệm vương sắp trở lại rồi. Ý của thiên tử là có thể sẽ giao 300.000 quân phá long cho xích diệm vương. Nghe thấy lời này, Tần Hán Quốc và cả hai vị các lão khác đều cau mày, thần sắc u ám. Cái gì, xích diệm vương sẽ trở lại? Sao thiên tử có thể làm vậy được chứ? Tiêu chính văn vì hoa quốc, lập được vô vàn chiến công lừng lẫy. Sao xích diệm vương vừa về đã muốn đoạt lấy chức vị chủ soái bắc lương của tiêu chính văn? Đây không phải là tước binh quyền sao? Không được, tôi lập tức đến thiên tử các, hỏi thiên tử rõ ràng chuyện này ba vị các lão vô cùng tức giận. Xích Diệm Vương này từng là thống soái đội quân Xích Diệm 500.000 lính của Hoa Quốc, công lao to lớn. Tuy nhiên, 10 năm trước, quân Xích Diệm xảy ra nổi loạn. Xích Diệm Vương với tư cách là thống soái, mang trong mình trách nhiệm không thể chối bỏ. Sau đó, quân Xích Diệm bị giải tán, đội quân 500.000 lính bị điều đi các chiến khu khác nhau. Còn Xích Diệm Vương cũng bị tước binh quyền, giáng xuống làm thường dân. Bây giờ, hắn lại dám quay về triều đình. Thiên tử định làm gì đây? Giang vạn long lạnh lùng nói, được rồi, đừng cãi nhau nữa, chuyện này còn chưa có quyết định cuối cùng. Thằng nhóc tiêu chính văn đã vì hoa quốc mà hy sinh nhiều như vậy, chúng ta không thể để cậu ấy thất vọng. Nếu sau cùng thiên tử đưa ra quyết định, tôi đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn. Sắc mặt của tần Hán quốc xa sầm, tức giận nói, xích diệm vương chết tiệt tuy rằng sự việc năm đó không phải là do hắn chỉ thị nhưng hắn không thể trốn tránh trách nhiệm được nếu không phải sẽ gây ảnh hưởng quá lớn lão phu đã liên danh định tội hắn rồi thế phải làm gì bây giờ chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đám cưới của tiêu chính văn rồi bành trấn quốc nói giang vạn long sầm mặt xuống hít sâu một hơi nói bất kể như thế nào cứ tiến hành như bình thường nhất định phải tổ chức cho thằng nhóc đó một quốc hôn hoàn mỹ Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn đã trở về sân nhỏ. Tuy nhiên, khi vừa về đến nhà, anh đã bị Khương Vi Nhan kéo đến biệt viện nhà họ Khương. Lúc này, tại biệt viện nhà họ Khương, mọi người đang thảo luận về việc thay đổi tổng tư lệnh sở chỉ huy quân đội Tu Hà thay tổng tư lệnh được lan truyền hôm nay. Mọi người mau đưa ra ý kiến đi, nếu thiếu tá Hàn Lợi dân rời đi, chuyện hợp tác của chúng ta với bọn họ phải làm sao? Khương Thái Sương ngồi chính giữa, Lo lắng hỏi phía dưới một đám người nhà họ khương đang ngồi sắc mặt ai nấy đều khó coi khương văn kỳ nói bố nếu không thì cử người tới sở chỉ huy quân đội tu hà xem thế nào tiện chào hỏi tổng tư lệnh mới đúng 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 văn kỳ nói đúng đấy mau làm đi tôi nghe nói một nửa các gia tộc giàu có ở tu hà đang cố gắng dò hỏi thân phận và sở thích của tổng tư lệnh mới nào chỉ có vậy Tôi còn nghe nói có nhiều người đang suy nghĩ về việc hợp tác lần trước với tập đoàn Lợi dân cơ. Một số còn lo cho mấy dự án trong tay nhà họ Khương chúng ta. Đám người này, tôi một câu, ông một câu, tạo ra cảnh tượng hết sức hỗn loạn. Lúc này, Khương Mỹ Nghiên đột nhiên nhìn về phía góc Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan đang đứng, nói: "Ông ơi, để gia đình Khương Vi Nhan đi gặp tổng tư lệnh mới đi. Chẳng phải là họ hợp tác với tập đoàn Lợi dân sao?" bọn họ đi là danh chính ngôn thuận còn gì đúng đúng mỹ nghiên nói đúng khương văn kỳ lập tức đồng ý hồ theo vi nhan chuyện này cứ giao cho nhà cô nhé nhanh lên đừng lãng phí thời gian khương vi nhan khó xử ra mặt nói bác cả chúng cháu cũng không quen tổng tư lệnh mới chuyện này đó là chuyện của mấy cô cậu chốt như vậy nhé nếu không gây dựng được quan hệ tốt với tổng tư lệnh mới Tôi thấy nhà cô cậu rời khỏi nhà họ Khương luôn đi. Cuộc họp kết thúc. Khương Văn Kỳ nói xong, lập tức xua tay, đỡ Khương Thái Sương rời khỏi sảnh chính. Lúc này, Khương Vi Nhan vẫn còn ngơ ra, vẻ mặt đầy tủi thân và lúng túng. Khương Học Bác cũng bất lực lắc đầu, nói: "Vi Nhan, chuyện này chỉ có thể trông cậy vào cô rồi." Trông cậy vào cô ta? Học Bác ông bị dở hơi à? Trông cậy vào cô ta? thì nhà chúng ta khác nào uống gió Tây Bắc mà sống. Mau về thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi nhà họ Khương kiếm ăn đi. Từ phân bất mãn nói, trong lòng vô cùng tức giận. chương 446, cậu ta là tổng tư lệnh mới ư. Khương học bác cũng sửng sốt, sau đó bất lực lắc đầu xoay người định rời đi. Lúc này, Khương Vi Nhan lo lắng nói, chúng ta nên làm sao đây? đi đâu mới làm quen được với tổng tư lệnh của sở chỉ huy quân đội mới đến chứ? Tiêu chính văn hờ hững nói, trước tiên cứ xem đi đã, nói không chừng thiếu tá hàn lợi dân vẫn rời đi mà đang chào hỏi đâu đó. Khương Vi Nhan quay đầu lại, ngờ vực nhìn tiêu chính văn nói, thật sự đơn giản như anh nói sao? Tiêu chính văn khẽ cười không nói gì. Sau đó, hai người chuẩn bị đi đến sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Bố cũng đi cùng xem sao, Khương học bác nghĩ một hồi nói. Từ phân rất không muốn đi nhưng cuối cùng vẫn đi theo, thuận tiện gọi theo Khương thần lái xe chở bọn họ đi. Dù sao Khương Văn Kỳ cũng giao chuyện này cho cả nhà họ, nếu giải quyết không tốt thì với tính cách của Khương Văn Kỳ, chắc chắn ông ta sẽ báo thù, đuổi cả nhà họ ra khỏi nhà họ Khương. Thế nên Từ Phân và Khương Thần vẫn đi cùng để giải quyết chuyện liên quan đến những ngày tháng tốt đẹp sau này của mình. Chẳng bao lâu, cả nhà năm người đã đến cổng sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Vừa định lái xe vào trong thì hai binh lính gác cổng bước đến, còn cầm súng để trước ngực ra hiệu cho họ dừng xe lại, bước xuống. Khương thần vội vã cửa mở, cúi người kính cẩn cười nói, chào trưởng quan, chúng tôi đến gặp thiếu tá Hàn Lợi Dân, chúng tôi là người nhà họ Khương, có chuyện muốn nói với thiếu tá Hàn Lợi Dân. Kết quả binh lính đó lạnh lùng nói, xin lỗi, Thiếu tá Hàn Lợi dân đã bị điều động khỏi Tu Hà vừa đi nửa tiếng trước. Nghe vậy, Khương Thần ngơ ngác nói, "Vậy tôi đến tìm tổng tư lệnh sở chỉ huy mới?" Thái độ của binh lính đó vẫn lạnh lùng, giơ tay ra hiệu cho Khương Thần lùi về sau nói, "Xin lỗi, không có thông báo liên quan đến sở chỉ huy quân đội." Mấy ngày nay, bất kể là ai cũng không thể vào sở chỉ huy quân đội, mời cậu về cho khương thần còn muốn nói gì đó nhưng đối phương đã dương súng chĩa lên ngực cậu ta nghiêm giọng nói lập tức lùi lại dám tự tiện xông vào sở chỉ huy quân đội thì phải chết khương thần sợ hãi vội vàng giơ hai tay lên cao lùi về sau mấy bước từ phân và khương học bác cũng xuống xe con trai sao vậy từ phân tỏ vẻ quan tâm đồng thời cũng tức giận nhìn binh lính đó quát cậu làm gì vậy sao có thể tùy tiện chĩa súng vào người con trai tôi con trai tôi phạm pháp à chúng tôi đến gặp thiếu tá hàn lợi dân chúng tôi là người nhà họ khương mau bảo thiếu tá hàn ra đây người phụ nữ từ phân này hung dữ như cọp cái cho dù đang ở đâu cũng mở miệng ra là quát tháo kết quả binh lính đó mở chốt an toàn chĩa súng vào từ phân tức giận nói hỗn láo nơi này là sở chỉ huy quân đội tu hà không có bất kỳ thông báo nào thì không được vào trong các người mà làm loạn ở đây nữa thì tôi sẽ nổ súng. Ôi mẹ ơi! Binh lính đó dọa từ phân chết khiếp, bà ta vội vàng lùi về sau mấy bước trốn sau lưng Khương Thần, hai mẹ con cùng tựa vào nhau. Cái, cái tên lính như cậu có biết nói lý lẽ không hả? Chúng tôi đến tìm thiếu tá Hàn, chúng tôi là nhà họ Khương, có hợp tác với thiếu tá Hàn, từ phân cứng đầu nói. Khương học bác cũng bước đến giải thích, thưa trưởng quan, chúng tôi thật sự có hợp tác với thiếu tá Hàn, chúng tôi đến tìm cậu ấy có chút việc. Binh lính đó lạnh lùng nhìn họ, nói, hừ, hôm nay có một đống người đến tìm thiếu tá Hàn, ai cũng nói có hợp tác với thiếu tá Hàn. Lẽ nào chúng tôi đều cho vào à, đi ngay, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng đấy. Nói xong, binh lính đó nổ súng bắn lên trời cảnh cáo. Khiến Từ Phân và Khương Thần khiếp sợ che tai lại hét lên họ sợ hãi rụt người lại như con chim cút cùng lúc đó xung quanh cũng có không ít người đại diện của các gia tộc ở tu hà đến tìm thiếu tá hàn đang đứng một bên lặng lẽ quan sát ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng khi thấy người gặp họa ha ha đó chẳng phải là người nhà họ khương sao họ thế mà cũng bị đuổi ra nhìn họ xem hệt như tên hề thật sự nghĩ mình có hợp tác với thiếu tá hàn là có thể tùy ý ra vào sở chỉ huy quân đội tu hà hà thiếu tá hàn đã đi rồi xem ra tổng tư lệnh sở chỉ huy mới này là người có tính cách cứng rắn tiếng cười nhạo và khinh thường của đám người đối diện khiến sắc mặt từ phân càng khó coi hơn bà ta tức giận dậm chân sắc mặt khương học bác cũng khá xám xịt lúc này tiêu chính văn và khương vi nhan cũng xuống xe đi đến xem xét tình hình đã nói là đừng đến rồi cứ về nhà thu dọn đồ đạc cút khỏi nhà họ khương từ phân tức giận nói sắc mặt khương vi nhan nặng nề nói làm sao đây không vào trong được không gặp được tổng tư lệnh sở chỉ huy mới thế chẳng phải hợp tác của chúng ta anh đến hỏi thử xem mọi người cứ đợi đi lúc này tiêu chính văn bỗng nói họ đều ngờ vực nhìn tiêu chính văn nhất là từ phân khinh thường nói cậu thử ư tiêu chính văn cậu nghĩ mình là ai vậy sao hả chẳng lẽ chỉ dựa vào một câu nói của cậu mà họ có thể cho chúng tôi vào trong à khương thần cũng cười nhạo nói tiêu chính văn trước đây quả thật anh có chút quan hệ với thiếu tá hàn nhưng bây giờ thiếu tá hàn đã bị điều đi khỏi thu hà rồi tổng tư lệnh sở chỉ huy mới chắc hẳn không dễ nói chuyện anh nghĩ mình là ai chứ muốn vào là vào hà khương vi nhan nhìn tiêu chính văn nhỏ giọng nói anh có thể được sao tiêu chính văn hờ hững cười nói thử sẽ biết thôi suốt lời tiêu chính văn cất bước đi về phía mấy binh lính gác cổng đó chỉ nói vài câu sau đó đi đến phòng gác lại nói với binh lính một lúc. Trong lúc này, Từ Phân và Khương Thần luôn tỏ ra khinh thường. Tôi muốn xem xem chỉ dựa vào mấy câu của một tên vô dụng như cậu, bọn tôi có thể vào trong hay không? Từ Phân nói, phải đó, nếu anh ta có thể giúp chúng ta vào trong thì con sẽ quỳ xuống gọi anh ta là anh rể, nuốt luôn cái xe này cũng được. Khương Thần nói hùa theo, trong mắt chứa đầy sự khinh bỉ sau đó tiêu chính văn bình thản đi đến nói, được rồi, vào thôi. Xoạt, mọi người đều ngơ ngác. Cứ, cứ thế cho chúng ta vào à. Người kinh ngạc nhất là Từ Phân và Khương Thần, cả hai đều trợn tròn mắt, không dám tin nói. Mẹ nó, cứ thế mà vào sao? Khương Thần sửng sốt, nuốt nước bọt, mình phải nuốt trọn xe này à? Khương Vi Nhan cũng ngờ vực nói, tiêu chính văn, anh không đùa chứ, Tiêu chính văn nhún vai nói, lên xe. Anh nói xong, mọi người liền lên xe. Tiêu chính văn lái xe vào trong, sau đó trong ánh nhìn chầm chầm của mọi người, hai binh lính gác cổng đó cũng kính cẩn cúi chào chiếc xe, không dám ngăn cản nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này, từ phân, Khương Thần, Khương Học Bác và Khương Vi Nhan ngồi trên xe cũng kinh ngạc không thôi. Không chỉ họ mà những người đại diện cho các gia tộc ở Tu Hà đang vất vả đợi bên ngoài cũng ngơ ngác trên mặt đều viết mấy chữ nghi hoặc và kinh hãi. Mẹ ơi, sao họ được vào rồi thế? Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải nói là Tổng tư lệnh sở chỉ huy mới không gặp ai cả sao? Nhanh nhanh, chúng ta cũng vào đi. Sau đó đám người danh chành nhau để vào trong. Nhưng ngay sau đó, họ lại bị binh lính chĩa súng vào, hoảng sợ lùi lại. Lúc này đã chọc giận không ít người, cãi nhau một trận. Tại sao các cậu lại cho họ vào? Đúng thế, các cậu phân biệt đối xử, chúng tôi sẽ tố cáo các cậu. Thế nhưng binh lính gác cổng đó nghiêm giọng nói, họ được tổng tư lệnh sở chỉ huy đồng ý cho vào, các người có giấy công văn gì không? Nói bậy, lúc nãy các cậu còn không cho họ vào mà, sao cái tên vô dụng ăn bám nhà họ Khương đó mới nói vài câu, các cậu đang cho họ vào rồi. Tôi thấy các cậu đã nhận gì đó của họ rồi. Phải tôi muốn vạch trần các cậu mấy người đó nhao nhao kêu gào bỗng nhiên một nhóm binh lính cầm súng chạy đến bao vây lấy họ binh lính dẫn đầu đó nghiêm giọng nói tại sao à vì cái tên vô dụng ăn bám mà các người nói chính là tổng tư lệnh sở chỉ huy quân đội mới nhậm chức của chúng tôi mau cút đi nhớ kỹ ai dám làm lộ thân phận của tổng tư lệnh thì sẽ bị xử bắn ầm um, câu nói này như xét đánh ngang tai trong đầu mấy người này vang lên tiếng ầm. Bên này, xe vào chạy và sở chỉ huy quân đội, từ phân ngờ vực nhìn đám người ồn ào phía sau nói, này, học bác, vi nhan, hình như họ đang cãi nhau thì phải, nói cái gì mà tổng tư lệnh mới đang ở trên xe chúng ta. chương 447, có một điều kiện. Nghe vậy, những người trên xe đều rơi vào im lặng, ngờ vực và ngạc nhiên liếc nhìn tiêu chính văn đang lái xe. Tiêu chính văn cũng sửng sốt, chân đạp phanh chiếc xe lập tức dừng lại ôi tiêu chính văn cậu lái xe kiểu gì vậy hả có biết lái xe không thế không biết thì để khương thần nhà tôi lái cú phanh gấp làm từ phân chưa ngồi chắc đổ người về phía trước đầu đập vào lưng ghế tiêu chính văn cũng tỏ vẻ xin lỗi nói tôi xin lỗi quên nhìn đường nói xong tiêu chính văn tiếp tục lái xe khương vi nhan nghi ngờ nhìn từ phân nói mẹ mẹ nói thật à từ phân cũng khó hiểu nói, có lẽ là nghe nhầm chăng? Vậy chắc mẹ nghe nhầm rồi đấy. Tổng tư lệnh sở chỉ huy quân đội mới nhậm chức sao có thể ở trên xe của chúng ta được? Khương Thần cười nhạo nói, con chắc chắn không phải rồi, bố cũng thế, chỉ còn lại Tiêu Chính Văn, lẽ nào anh ta là tổng tư lệnh sở chỉ huy quân đội mới? Cậu ta vừa nói vậy, trong xe lại rơi vào im lặng. Phải không? Mọi người đều thấy ngờ vực. Nếu không phải vậy lúc nãy sao tiêu chính văn chỉ nói mấy câu mà binh lính đã cho vào rồi khương vi nhan cũng nhíu mày nhìn tiêu chính văn đang lái xe bên cạnh hỏi tiêu chính văn lúc nãy anh nói gì với họ vậy tại sao mấy binh lính đó lại cho chúng ta vào thế tiêu chính văn suy nghĩ hồi lâu giải thích rất đơn giản mọi người quên lần này tổng tư lệnh mới nhậm chức được điều đến từ đâu à nghe anh nói vậy khương vi nhan nhíu mày cô không hề để ý đến cái này Ngược lại Khương Thần nói, Bắc Lương, nghe nói Tổng tư lệnh sở chỉ huy quân đội mới nhậm chức đến từ Bắc Lương. Ồ, ồ, ồ tôi biết rồi, Tiêu Chính Văn, anh là lính suốt ngũ ở Bắc Lương, vậy chắn hẳn là anh đã nói thân phận của mình với họ, đúng không? Tiêu Chính Văn nhìn Khương Thần qua kính chiếu hậu, cười nói, phải, tôi đã nói với họ mình cũng là lính suốt ngũ từ Bắc Lương nên họ mới cho tôi vào. Nghe vậy, Khương Thần tự hào khoanh hai tay trước ngực tỏ ra mình thật thông minh quá nói ha 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 tôi đoán đúng đấy đúng là thông minh quá đi tự lai like cho mình một cái nghe vậy từ phân cũng thở phào sau đó hùa theo nói nói như vậy là cậu quen với tổng tư lệnh mới đến ư vậy cậu mau nói mấy lời dễ nghe chút để móc nối quan hệ với người ta như vậy sau này nhà chúng ta mới ngẩng cao đầu ở tu hà chứ nhỉ vừa nghĩ đến đó khuôn mặt từ phân hiện lên vẻ kích động và vô cùng phấn khích. Mặc dù hưởng chút hào quang của tiêu chính văn này nhưng cũng không ngăn được bà ta cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng Khương Vi Nhan lại nhíu mày nói, mẹ à, mẹ đang nghĩ gì vậy, đây là sở chỉ huy quân đội, đâu phải là nơi có thể tùy tiện nói đến quan hệ gì đó. Khương học bác cũng gật đầu nói, Vi Nhan nói đúng đấy. Tiêu chính văn cũng cười nói, Mặc dù tôi là lính xuất ngũ của Bắc Lương nhưng Bắc Lương rộng lớn như vậy, tôi thật sự không quen với tổng tư lệnh sở chỉ huy quân đội mới này. Nghe vậy, Từ Phân lập tức thay đổi sắc mặt nói, sao cậu lại vô dụng như vậy? Tốn 5 năm mà chẳng lấy được chiến công hay quân hàm nào thế. Đúng là tức chết mất. Không lâu sau, mọi người xuống xe, sau khi nói rõ mục đích đến thì có người tiếp khách dẫn họ đến phòng tiếp khách. Tiêu Chính Văn cũng tìm được cơ hội ra khỏi phòng tiếp khách, đi thẳng đến văn phòng tổng tư lệnh. Lúc này Long Tứ đang ở trong văn phòng, cung kính bước đến đón anh, chủ soái đã sắp xếp xong mọi chuyện rồi. Tiêu Chính Văn ngồi trên sofa nói, được, vậy anh đi thay tôi. Vâng, tôi đi đây. Dứt lời, Long Tứ ra khỏi văn phòng đi thẳng đến phòng tiếp khách. Vừa đẩy cửa bước vào, bốn người Khương Vi Nhan vội vã đứng lên, kính cần nhìn Long Tứ mặc quân phục, chào tổng tư lệnh. Thế nhưng Long Tứ chỉ lạnh nhạt xua tay nói, ngại quá, tôi không phải tổng tư lệnh, tôi chỉ là trợ lý bên cạnh tổng tư lệnh thôi. Bây giờ tổng tư lệnh đang rất bận, anh ấy bảo tôi đến nói chuyện với các người. Từ phân kích động cười nói, được được được, vậy mau nói đi. Sau đó, Long Tứ tường thuật lại ngắn gọn mấy vụ hợp tác mà tập đoàn lợi dân để lại, trên nguyên tắc không có gì thay đổi cũng làm mấy người Khương Vi Nhan thở phào nhẹ nhõm. Không đến 5 phút sau, Long Tứ lại đứng dậy bắt tay với bốn người nói, vậy tôi đi trước đây, các vị cứ ngồi lại một lát nữa đi. Từ Phân và Khương học bác cung kính cười nói, được được, cậu cứ đi làm việc đi. Mới đi ra ngoài vài bước, Long Tứ bỗng xoay người lại nói, đúng rồi, tối nay có tiệc mừng chào đón Tổng Tư lệnh mới nhậm chức, các vị có muốn tham gia không? Nghe vậy, khương vi nhan rất vui mừng cô chưa kịp nói gì thì từ phân và khương thần mở to mắt vội vã đồng ý lời mời anh mời chúng tôi đến tham gia tiệc chào đón tổng tư lệnh à tham gia chứ nhất định chúng tôi sẽ tham gia long tứ khẽ cười rồi xoay người rời đi trong phòng tiếp khách từ phân kích động không thôi trời à tổng tư lệnh sở chỉ huy quân đội mới nhậm chức lại mời chúng ta tham gia tiệc chào đón của cậu ấy à chồng ơi em không nằm mơ chứ khương học bác cũng liên tục gật đầu rất phấn khích nói không ngờ lại có thể tham gia tiệc mừng như thế này lúc còn sống chúng ta mau về nhà chuẩn bị thôi đúng đúng nhanh lên chúng ta về thôi từ phân cũng rất mừng rỡ lúc này khương vi nhan nói tiêu chính văn vẫn chưa quay lại đợi cậu ta làm gì nước tiểu thằng lười biếng đó nhiều vậy từ phân bất mãn nói vừa lúc tiêu chính văn mở cửa bước vào từ phân trợn mắt nhìn anh rồi kéo Khương học bác rời đi. Tiêu chính văn cũng không nói gì, họ lái xe rời khỏi sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Về đến biệt thự nhà họ Khương, lúc Khương Văn Kỳ và Khương Thái Sương biết chuyện, Khương Văn Kỳ vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, hỏi chú hai, chỉ mời người nhà chú thôi à? Không mời những người khác sao? Khương học bác lúng túng nói, chuyện này, anh cả, lúc cậu ấy nói hình như chỉ mời nhà bọn em khương học bác nhìn về phía từ phân bên cạnh từ phân vội lên tiếng kiêu ngạo nói đúng vậy chỉ mời nhà bọn tôi thôi nghe vậy khương văn kỳ đố kỵ đỏ cả mắt nịnh nọt nói chú hai nói thế nào thì anh cũng là anh cả của chú phải không chú nhất định phải dẫn cả nhà tụi anh đến tham gia bữa tiệc lần này đây là cơ hội tốt cho nhà họ khương chúng ta phát triển thân là anh cả anh cũng nên góp một phần sức lực còn bố nữa chú không thể không dẫn bố đi chứ nghe ông ta nói vậy khương học bác sửng sốt ông ta nhìn khương thái sương ngồi trên ghế thái sư nói chuyện này không phải em không muốn nhưng đối phương chỉ mời cả nhà bọn em em cũng không biết có được không từ phân lập tức nói khương văn kỳ bây giờ anh mới biết anh ấy là em trai của anh tôi là em dâu của anh à trước đây sao không thấy anh như vậy nhỉ muốn tham gia cùng chúng tôi ư không có cửa đâu Khương Văn Kỳ sửng sốt, mặc dù không vui nhưng vẫn lấy lòng nói, em dâu, trước đây đều là lỗi của anh cả, em tha thứ cho anh đi. Nói thế nào chúng ta cũng là người một nhà mà, em yên tâm, bữa tiệc tối nay cả nhà các em làm chủ, bọn em chỉ đi theo thôi. Dứt lời Khương Văn Kỳ nhìn Khương Thái Sương. Khương Thái Sương cũng hắng giọng nói, học bác, cứ vậy đi, bố cũng muốn đi xem sao, không đến nỗi con không cho bố đi chứ. Khương Học Bác lúng túng nhìn từ phân, rồi lại nhìn Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn cầu cứu. Lúc này, Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nói, có thể dẫn theo cả nhà bác cả nhưng tôi có một điều kiện. chương 448, con rể tôi quen tổng tư lệnh. Nghe vậy, Khương Văn Kỳ trợn mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn nói, Tiêu Chính Văn, ở đây có chỗ cho cậu lên tiếng sao? Cầm miệng lại cho tôi. Đúng vậy, lúc không cần anh nói thì đừng có nói linh tinh khương mỹ nghiên tiếp lời quát mắng thậm chí ngay cả khương học bác cũng cau mày chừng mắt liếc xéo tiêu chính văn nhưng từ phân lại ngắt lời khương học bác đang định mở miệng nói đúng con rể nhà chúng tôi nói rất đúng trừ khi đáp ứng một điều kiện của chúng tôi mặc dù từ phân không biết tiêu chính văn muốn nói gì nhưng nhất định là có lợi cho bọn họ suốt lời khương học bác khương vi nhan bao gồm cả nhà ba người Khương Văn Kỳ và Khương Thái Sương đều nhìn từ phân bằng ánh mắt nghi hoặc. Hôm nay từ phân đổi tính rồi sao? Tự nhiên lại nói giúp Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhướng mày, anh không ngờ rằng từ phân lại nói giúp cho anh. Nhưng anh cũng không kéo dài thời gian mà nói thẳng, tối nay, có thể đưa gia đình nhà ông và lão ra đến, nhưng, bố vợ tôi, nhất định phải làm vị trí giám đốc bộ phận trong công ty, dự án hợp tác của vợ tôi cũng nhất định phải được hỗ trợ toàn bộ từ công ty ngoài ra tôi cảm thấy nhà chúng tôi có vẻ hơi bé muốn đổi một căn lớn hơn một chút nghe xong những lời này sắc mặt một nhà ba người khương văn kỳ lập tức trở nên u ám nhưng từ phân lại rất kích động vội vàng đứng lên tiếp lời đúng 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 tiêu chính văn nói rất đúng chồng tôi nhất định phải làm giám đốc bộ phận trong công ty còn nhà chúng tôi cũng quá bé chúng tôi muốn chuyển ra ngoài biệt thự nhỏ cũng được từ phân nói xong khương thần nhanh chóng nhíu chặt mày liếc mắt nói mẹ còn con còn con nữa đúng rồi còn có thần nhi nhà chúng tôi cũng cần phải thăng chức làm phó giám đốc bộ phận marketing hoặc bộ phận gì cũng được con sư tử cái từ phân giống lên cả sảnh lớn đều im bặt tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn từ phân sắc mặt khương văn kỳ rất khó coi lập tức quát không thể nào tuyệt đối không thể, đây mà là một điều kiện sao? Tiêu chính văn bật cười, vậy không còn gì để nói nữa rồi. Nếu đã như vậy, thì thứ lỗi không thể đi cùng. Vợ ơi, chúng ta đi thôi. Dứt lời, tiêu chính văn cầm tay Khương Vi Nhan chuẩn bị rời đi. Lúc này, Khương Văn Kỳ cuống lên, vội vàng gọi giật lại, nở nụ cười, từ từ đã, tiêu chính văn, đừng vội thế, chuyện gì cũng có thể bàn bạc, có thể bàn bạc tiêu chính văn nghiêng đầu bình tĩnh liếc nhìn khương văn kỳ khương văn kỳ liếc nhìn khương thái sương đang ngồi lão cũng khẽ gật đầu như thể đã ngầm đồng ý quyết định này sau đó ông ta mới hắng giọng được tôi đồng ý với cậu nghe xong từ phân kích động nhảy dựng lên nói lớn tốt quá rồi những lời này không được rút lại đâu đấy viết giấy ký tên đi tiêu chính văn bình tĩnh nói còn phải viết giấy ký tên nữa sao giọng Khương Văn Kỳ cao lên 8 cấp. Đúng vậy, viết giấy ký tên vào, từ phân tiếp lời, ánh mắt liếc tiêu chính văn mang theo sự tán thưởng. Con rể tốt, hôm nay cũng có ích đấy. Tiếp sau đó, Khương Văn Kỳ lập một bản cam kết đưa cho tiêu chính văn. Chưa đưa đến tay, đã bị từ phân cướp lấy, nhìn bản cam kết bằng ánh mắt lấp lánh, khóe miệng kéo đến tận mang tai. Mau xem, mau xem đi từ phân cầm bản cam kết đưa cho Khương học bác và Khương thần bên cạnh liếc nhìn, ánh mắt tràn đầy sự vui vẻ. Khương Văn Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng nói, cam kết viết xong rồi, buổi tiệc tối nay, cả nhà tôi nhất định phải được tham dự. Tiêu chính Văn nở nụ cười nhạt, quay người đưa Khương Vi Nhan rời khỏi biệt viện nhà họ Khương. Từ phân và Khương học bác cũng đưa theo Khương thần nhanh chóng đuổi theo. Trên đường đi, từ phân gọi tiêu chính Văn lại, nói được đấy Tiêu Chính Văn cũng biết tính kế đấy nhỉ ngày trước không nhìn ra bây giờ cảm thấy cậu còn có ích có điều đừng cho rằng lần này giúp đỡ được bọn tôi là bọn tôi sẽ thay đổi cách nhìn về cậu con đường sau này còn dài lắm dứt lời Từ Phân mau chóng đưa Khương Thần và Khương Học Bác ra ngoài xem biệt thự bên này Tiêu Chính Văn cũng đưa Khương Vi Nhan đi lúc chiều họ đã dọn đi khỏi ngôi nhà nhỏ kia. Nhà họ Khương vẫn sở hữu một vài bất động sản. Khương Văn Kỳ cho họ một căn hộ 3 phòng ngủ 2 phòng tắm, rộng khoảng 120 mét vuông, cách nhà họ Khương không xa. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan có thể đến ở được luôn. Nana được ôm vào lòng, ngắm nhìn nhà mới, ánh mắt tràn đầy niềm vui. "Nana, sau này đây chính là nhà mới của chúng ta, con có vui không, có thích không?" Tiêu Chính Văn ôm Nana hỏi. Na, na gật đầu vâng dạ, cười nói vui lắm ạ, à, thích lắm ạ. À. Nói xong, cô bé nhảy xuống từ vòng tay của Tiêu Chính Văn, chạy quanh ngôi nhà mới. Trạng vạng tối, cả nhà ba người Khương Văn Kỳ và Khương Thái Sương tổng cộng là bốn người đã sớm đứng trước cửa nhà mới của Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan. Khương Mỹ Nhiên khoanh tay, bất mãn lẩm bẩm nói, Lê mà Lê mề, cũng không biết đang làm gì nữa. Chẳng lẽ là cố ý bắt chúng ta đợi ở đây sao? Sắc mặt Khương Văn Kỳ u ám. Có điều, ông ta cũng không nói gì, chỉ im lặng ghi nhớ trong lòng. Bên này, Khương Vi Nhan cũng đang ôm lấy cánh tay của Tiêu Chính Văn, đi ra khỏi nhà mới. Khương Vi Nhan tối nay thực sự rất đẹp. Một chiếc váy dài đen hở lưng, lộ ra tấm lưng trắng nõn mịn màng, đặc biệt là vòng eo uyển chuyển, khiến đàn ông nhìn thấy liền không rời bước nổi. Ngoài ra còn có cổ chữ V, thậm chí có thể thấy được một nửa đường cong đầy đặn trắng trẻo. Kết hợp với đôi giày cao gót tối màu, làm Khương Vi Nhan giống như một ngôi sao thời trang. Hơn nữa, cô còn trang điểm khéo léo, đôi môi hồng, chiếc mũi cao, đôi mắt quyến rũ, thật sự kích thích hóc môn nam giới. Chồng ơi, em mặc thế này thật sự không có vấn đề gì sao? Có hở quá không? Khương Vi Nhan không quen lắm, cúi đầu nhìn ngực của mình, bộ ngực cao đầy, quả thực là khiến người khác phải ghen tị. Ngay cả Khương Mỹ Nghiên đang đợi ngoài cửa cũng phải đỏ mắt ghen tị khi thấy Khương Vi Nhan ăn mặc và trang điểm như một ngôi sao. Đây là đến tham dự bữa tiệc sao. Cứ như đến tham gia tuyển chọn người đẹp không bằng. Tiêu Chính Văn cười nói, không sao đâu, bữa tiệc tối nay rất quan trọng, có thể kết giao không ít nhân vật lớn, rất có lợi cho tương lai của em. Ít nhất cũng phải ăn mặc thế này, em cứ yên tâm, có anh ở bên cạnh, ai dám đến làm phiền em thì anh sẽ đánh hắn bỏ chạy. Nói xong, Tiêu Chính Văn còn vung nắm đấm. Khương Vi Nhan chừng mắt quyến rũ nhìn anh nói, anh không được phép làm bậy, tối nay đều là những nhân vật quan trọng. Tiêu Chính Văn nhún vai, khoác tay Khương Vi Nhan, đến trước mặt mấy người Khương Văn Kỳ. Khương Mỹ nghiên đố kỵ nói, hừ, ăn mặc y hệt con hồ ly tinh, không biết còn tưởng rằng cô đang đi quyến rũ đàn ông nghe xong tiêu chính văn nhíu mày lạnh lùng nói cô nói lại lần nữa thử xem nói thì nói sợ anh chắc khương mỹ nghiên vốn đợi chờ đã thấy không vui mở miệng liền mắng chửi ăn mặc lộ liễu như vậy không phải là hồ ly tinh thì là gì bốp tiêu chính văn nhấc tay tát thẳng lên mặt cô ta lạnh lùng nói bố cô không dạy dỗ cô vậy để tôi dạy cô ăn nói phải tôn trọng người khác khương mỹ nghiên hoảng hốt ôm lấy bên má đỏ rực gào lên, bố, ông nội, mọi người nhìn xem, tiêu chính văn dám đánh con. Khương Thái Sương nhíu chặt mày, đủ rồi, ồn ào quá, nhìn xem thành cái bộ dạng gì rồi, mau đi thôi. Sứt lời, Khương Thái Sương quay người bước lên xe. Khương Mỹ Nhiên chừng mắt nhìn chằm chằm tiêu chính văn và Khương Vi Nhan, cũng quay người lên xe. Còn Khương học bác, từ phân và Khương thần đã đến sở chỉ huy quân đội Tu Hà từ sớm. Nhưng khi bọn họ đang vui mừng hớn hở thì lại bị mấy binh lính gác cổng chĩa súng dọa nạt quay lại sau khi cãi vã đối phương còn dùng báng súng đánh mạnh lên mặt của khương thần và từ phân tức giận nói không có thiệp mời không được vào mau đi đi nếu không sẽ bắn chết các các anh chúng tôi mới đến đây buổi sáng trợ lý bên cạnh tổng tư lệnh bảo chúng tôi đến tham dự mà các anh còn dám không cho bọn tôi vào sao từ phân đỡ khương thần đứng dậy nửa bên má của hai mẹ con đỏ ửng in hẳn vết báng súng, hét lớn các anh xong đời rồi. Tôi sẽ báo cáo với tổng tư lệnh của các anh, để anh ấy trừng phạt các anh. Nếu không đi thì tôi sẽ cho mấy người ăn đạn. Binh lính đó lấy ra khẩu súng bên lưng chĩa thẳng vào từ phân. Từ phân tức muốn chết, cuống lên nói, con rể tôi chính là lính xuất ngũ ở Bắc Lương. Cậu ta, cậu ta quen với tổng tư lệnh. chương 449, la hét ẩm ý. Câu nói này của Từ Phân khiến mấy tên binh lính kia sững sờ. Chúng tôi được điều tới từ Bắc Lương, con rể bà tên gì? Tên binh lính dẫn đầu có thái độ thoải mái hơn hỏi. Từ Phân lập tức trả lời, Tiêu Chính Văn, con rể tôi tên Tiêu Chính Văn. Cậu ta là binh lính xuất ngũ từ Bắc Lương, còn là sĩ quan chỉ dạy võ thuật. Tên binh lính kia nghe vậy lập tức hỏi vài câu với người bên kia tai nghe. Khoảng 2-3 phút sau, binh lính đột nhiên dương súng lên nhắm thẳng vào từ phân, tức giận nói, Bắc Lương không có sĩ quan chỉ dạy võ thuật đã xuất ngũ nào tên tiêu chính văn cả. Bà có biết giả mạo quân nhân Hoa Quốc là tội gì không hả? Lập tức bắt bọn họ lại. Ngay lập tức, bà bốn binh lính trang bị vũ khí bước tới, đè từ phân, Khương Thần và Khương Học Bác xuống đất. Lúc này, từ phân chết lặng, hét toáng lên, các người, sao có thể tùy tiện bắt người chứ? Mau thả chúng tôi ra khương thần tức giận chửi bới mẹ nó chúng ta bị tiêu chính văn lừa rồi anh ta căn bản là không phải sĩ quan chỉ dạy võ thuật đã xuất ngũ ở bắc lương tên vô dụng này hãm hại chúng ta rồi khương học bác cũng vô cùng tức giận nói không ngờ tên tiêu chính văn này lại lừa dối chúng ta sau đó ba người bị binh lính kéo khỏi mặt đất nhốt bọn họ lại đợi tổng tư lệnh đến tra khảo binh lính dẫn đầu lạnh lùng nói từ phân hoảng sợ nhanh chóng cầu xin a a à, a à, đừng mà chúng tôi chúng tôi thật sự tới đây để tham dự bữa tiệc mạo danh binh lính bắc lương chính là tên vô dụng tiêu chính văn kia không phải chúng tôi khương thần cũng khóc lóc thảm thiết vô cùng sợ hãi lúc này tiêu chính văn và khương vi nhàn đúng lúc lái xe qua nhìn thấy cảnh tượng này bọn họ vội vàng xuống xe khương vi nhàn xông đến hét lớn bố mẹ có chuyện gì vậy? Từ phân nhìn Khương Vi Nhan, lập tức hét lên, "Vi Nhan à, cuối cùng con cũng tới rồi, con mau bảo bọn họ thả bố mẹ ra." Khương Vi Nhan lập tức nói với đám binh lính, "Thưa các anh, đây là bố mẹ của tôi, bọn họ đã làm sai gì vậy?" Đám binh lính nhìn Khương Vi Nhan, lạnh lùng nói, "Bọn họ không có thiệp mời, cố ý xông vào bữa tiệc, còn mạo danh binh lính đã suốt ngô ở Bắc Lương. Chúng tôi phải bắt người để tra hỏi." cô là con gái của bọn họ à nghe vậy khương vi nhan sững sờ gật đầu trả lời đúng vậy nhưng chúng tôi được mời tới buổi tiệc không thể nào tất cả mọi người tham dự buổi tiệc đều sẽ có giấy mời cô hãy đưa giấy mời ra đây nếu không cả cô cũng sẽ bị bắt binh lính đó lạnh lùng nói khẩu súng trong tay chĩa vào khương vi nhan khương vi nhan sợ hãi cô phát hiện trên người đám binh lính này đằng đằng sát khí không giống như binh lính đóng tại địa phương mà giống như từ biên giới đến con gái à đều tại tên tiêu chính văn kia con biết không bọn họ nói với bố mẹ là sĩ quan chỉ dạy võ thuật đã suốt ngũ ở bắc lương không có người nào tên tiêu chính văn tiêu chính văn vẫn luôn lừa dối chúng ta trong suốt thời gian qua từ phân khóc lóc đôi mắt đầy vẻ sợ hãi cái gì nghe thấy điều này khương vi nhan sững sờ Tiêu Chính Văn không phải là binh lính suốt ngũ ở Bắc Lương sao? Thấy Khương Vi Nhan không lấy thiệp mời ra, binh lính kia phất tay, lạnh lùng nói đưa cô ta đi cùng. Lúc này, bảy tám binh lính nữa lại bước lên, áp giải Khương Vi Nhan đi trước, theo sau là ba người nhà Khương Văn Kỳ, cả Khương Thái Sương cũng bị áp giải đi. Lúc này, Khương Văn Kỳ mới phản ứng lại. Này này này, các người làm gì vậy? Sao lại bắt chúng tôi? chúng tôi là khách được mời đến tham dự bữa tiệc các người dựa vào đâu mà bắt chúng tôi khương vi nhan xảy ra chuyện gì vậy chẳng phải nói là các người được mời đến sao ngoài cửa trở nên hỗn độn đám người khương văn kỳ gào mồm mắng chửi còn từ phân khóc lóc gào thét lúc này tiêu chính văn mới đỗ xe xong liền bước tới từ xa nhìn thấy cảnh này anh nhanh chóng chạy lại hỏi xảy ra chuyện gì vậy từ phân nghe thấy tiếng của Tiêu Chính Văn, liền gào mồm quát mắng: "Tiêu Chính Văn, mày còn dám đến đây à? Đều tại mày nên bọn tao mới bị bắt đấy. Chẳng phải mày nói mày là sĩ quan chỉ dạy võ thuật đã xuất ngũ ở Bắc Lương sao? Tại sao bọn họ lại nói Bắc Lương không có người như mày? Mày luôn lừa dối vi nhan, lừa dối cả nhà này có phải không?" "Tiêu Chính Văn, mày đúng là gan to bằng trời rồi." đến cả quân nhân xuất ngũ ở Bắc Lương mà cũng dám giả danh. Lần này vì mày mà bọn tao thảm rồi, bị bắt đi tra hỏi. Là cậu ta, cậu ta chính là Tiêu Chính Văn, tên vô dụng mạo danh quân nhân xuất ngũ Bắc Lương. Mấy người họ la hét ẩm ý. chương 450, Vi Nhan, lâu rồi không gặp. Sắc mặt Khương Vi Nhan trở nên buồn rầu mắt đỏ hoe, như thể bị người mình yêu nhất lừa dối. Cô nhìn Tiêu Chính Văn, rơi nước mắt hỏi, "Chính Văn, có phải trước giờ anh luôn lừa dối em không?" Tiêu Chính Văn sững sờ, lắc đầu, "Không, anh thật sự không lừa em, Vi Nhan, em phải tin anh." Lúc này, tên binh lính dẫn đầu quay lại nhìn Tiêu Chính Văn. Bởi vì trời đã tối, vì vậy đối phương nhìn không rõ, phải tiến lên mấy bước mới có thể nhìn rõ mặt Tiêu Chính Văn. Lúc này, tên binh lính kia vô cùng kinh ngạc, hoảng sợ. "Chủ, chủ soái!" không ngờ lại là chủ soái Tên binh lính lập tức đứng nghiêm, hành lễ, kính cẩn nói, thuộc hạ, cảnh thiết, chỉ huy đại đội 3 của tiểu đoàn 5 thuộc sư đoàn 7 của quân phá Long Bắc Lương, thưa chủ. Chưa kịp nói hết, ánh mắt của tiêu chính văn đã chặn đứng cách xưng hô tôn kính của đối phương. Sau đó, anh bước lên, nói, sao thế, tôi mới rời đi chưa được nửa năm mà các cậu đã không nhận ra tôi rồi à? Tên binh lính nghi hoặc, nhìn tiêu chính văn máy mắt liên lục, anh ta mới phản ứng lại, nhanh chóng cười nói, ha ha ha, chỉ huy tiêu, thật xin lỗi, là sơ suất của thuộc hạ anh ở Bắc Lương, không dùng tên này. Tiêu chính văn thờ ơ nói, đó là biệt danh của tôi. Mau thả vợ và người nhà của tôi ra đi. Gió, cảnh thiết lập tức quay người, ra hiệu thả người nhà họ Khương. Lúc này, Khương Vi Nhan và đám người nhà họ Khương đều chết lặng. Chuyện gì vậy? chẳng phải nói tiêu chính văn mạo danh quân nhân Bắc Lương sao? Sao bây giờ lại xảy ra tình huống này, bọn họ quen nhau à? Cảnh Thiết nhanh chóng bước tới, "Xin lỗi Khương Vi Nhan, chị dâu, thật xin lỗi, là sơ suất của chúng tôi. Mong chị lượng thứ." Lúc này, Cảnh Thiết vô cùng hoảng loạn. Ai mà ngờ được, người trước mắt lại là vợ của chủ soái chứ? Ban đầu, bọn họ nhận được thông báo trong ngày là đến tu hà nhận nhiệm vụ bảo vệ chủ soái khương vi nhan cũng mỉm cười nghi ngờ nhìn về phía tiêu chính văn chuyện này là sao vậy tiêu chính văn bật cười giải thích tất cả chỉ là hiểu lầm thôi lúc ở bắc lương tên của anh không phải là tiêu chính văn anh sử dụng biệt danh em cũng biết đấy tính bảo mật ở chiến khu rất cao vì vậy bọn họ đều không biết tên thật của anh nghe xong câu này khương vi nhan mới đột nhiên hiểu ra Đám người từ phân cũng tỉnh ngộ, sắc mặt mới dần bình tĩnh lại. Nhìn xem, tôi nói rồi, con rể tôi là sĩ quan chỉ dạy võ thuật đã suốt ngũ ở Bắc Lương. Các anh đều không tin, còn muốn bắt chúng tôi. Bắt đi, bây giờ cho các người bắt đấy. Từ phân xông về phía cảnh thiết quát lớn. Cảnh thiết bất lực, không ngừng xin lỗi. Khương học bác nhanh chóng kéo từ phân lại, sợ bà ta sẽ gây chuyện. Mặc dù tiêu chính văn và bọn họ quen nhau, nhưng dù sao cũng suốt ngũ rồi, nếu thật sự chọc giận đám binh lính này thì hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Sau đó, mấy người họ thuận lợi bước nào địa điểm tổ chức buổi tiệc. Vừa bước nào cửa, nhà họ Khương đã bị choáng ngợp bởi quy cách bài trí của hội trường. Chỗ này thật quá trang trọng. Hơn nữa, người có mặt ở đây đều là những nhân vật có tiếng ở Tu Hà. Rất nhiều người nhà họ Khương không quen. Lúc cả nhà Khương Vi Nhan xuất hiện ở hội trường, tự nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đặc biệt là Khương Vi Nhan, tối nay cô ăn mặc rất quyến rũ và thời trang, đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Trong hội trường có rất nhiều thiếu gia gia đình giàu có, cũng như các nhân vật lớn như tổng giám đốc các doanh nghiệp, bọn họ đều tỏ ra hứng thú với Khương Vi Nhan. Trong đó, có một chàng trai trẻ đẹp trai, mặc bộ vest trắng nhấp một ngụm rượu whisky, sau đó mỉm cười, quan sát Khương Vi Nhan rồi nói, Vi Nhan, lâu rồi không gặp, không ngờ, bây giờ em vẫn xinh đẹp như vậy. chương 451, Long Nhất xảy ra chuyện rồi. Khương Vi Nhan quay đầu, nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú trước mặt. Đầu tiên cô không dám xác nhận, sau đó ngạc nhiên nghi ngờ hô lên, anh, anh là anh Thiên Thụy. Lương Thiên Thụy nở nụ cười lịch thiệp, làm động tác bắn tim đẹp trai, nói, là anh đây, không ngờ em vẫn còn nhớ anh. Sứt lời, Lương Thiên Thụy giang hai cánh tay, ôm chầm lấy Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan hơi sướng sờ, nhưng cũng ôm lại đối phương một cách rất lịch sự, sau đó thì tách ra. Trong mắt cô chứa đầy vẻ vui mừng. Lương Thiên Thụy là bạn chơi cùng với cô lúc nhỏ, cũng là bạn khác giới quan trọng nhất của cô, vẫn luôn đối xử với hắn như anh trai của mình nhất là lúc tiểu học và trung học, bất luận xảy ra chuyện gì, Lương Thiên Thụy đều sẽ đứng trước mặt Khương Vi Nhan, giúp cô che mưa chắn gió. Lúc đó, cô và Lương Thiên Thụy được người khác gọi là Kim Đồng Ngọc Nữ, Thanh Mai Trúc Mã. Nhưng sau này, lúc học cấp ba Lương Thiên Thụy đã theo bố mẹ hắn ra nước ngoài, vừa đi thì đã hơn 10 năm. Không ngờ, hôm nay lại gặp hắn ở đây, trong lòng Khương Vi Nhan rất kích động. Giống như thế trong lòng lương thiên thụy cũng vô cùng kích động không ngờ em gái lúc nhỏ đã trở nên duyên dáng yêu kiều hấp dẫn quyến rũ như thế dáng người này nhan sắc này đều là tiêu chuẩn kén vợ hoàn hảo nhất trong lòng lương thiên thụy hắn đã thích khương vi nhan sao anh lại về rồi khương vi nhan lên tiếng hỏi trước lương thiên thụy cười hờ hứng nói ừ anh tính về định cư sau đó định mở một công ty ở tu hà nếu có hứng thú thì đến công ty anh xem xem được thôi khương vi nhan cười rất vui vẻ công ty anh thiên thụy mở đương nhiên em phải đi xem rồi lương thiên thụy mỉm cười nâng ly tỏ ý khương vi nhan hãy uống một hớp hắn nhìn đầu khương vi nhan ngửa lên cái cổ trắng nõn như thiên nga còn có xương quai xanh mê người cùng với nửa ngực đầy đặn và vòng eo yêu kiều kia không khỏi kích thích hóc môn nam tính của lương thiên thụy quá đẹp quá hoàn mỹ người phụ nữ này mới là tiêu chuẩn mình theo đuổi chính vào lúc khương vi nhan và lương thiên thụy nói chuyện vui vẻ tiêu chính văn chậm rãi đi đến cùng lúc nhìn thấy lương thiên thụy đương nhiên đối phương cũng nhìn thấy tiêu chính văn khóe mắt lóe lên vẻ lạnh lùng nghi ngờ hỏi vi nhan người này là vi nhan tiêu chính văn nhíu mày người đàn ông này lại gọi vợ mình thân mật như thế ừ anh thiên thụy giới thiệu với anh người này là chồng em tiêu chính văn khương vi nhan kéo cánh tay tiêu chính văn rất thản nhiên giới thiệu với lương thiên thụy nghe vậy lương thiên thụy như bị xét đánh sững sờ tại chỗ vẻ lạnh lùng giấu sâu trong ánh mắt chợt lướt qua cái gì khương vi nhan vậy mà lại kết hôn rồi tại sao tại sao lại như vậy lẽ nào cô đã quên ước định lúc nhỏ rồi sao không phải nói phải đợi nhau mãi à nhưng lương thiên thụy che giấu cảm xúc của mình rất giỏi hắn khẽ mỉm cười giơ tay ra bắt tay với tiêu chính văn rất lịch thiệp chào anh tôi là lương thiên thụy mặc dù hắn che giấu vẻ lạnh lùng trong ánh mắt của mình rất kỹ nhưng tiêu chính văn liếc mắt vẫn nhìn thấu được tâm tư của đối phương anh giơ tay ra bắt tay với lương thiên thụy hờ hững nói tiêu chính văn chồng của khương vi nhan tuyên bố chủ quyền hai người bắt tay âm thầm phân cao thấp nhưng dáng vẻ tiêu chính văn ung dung trái lại là lương thiên thụy thì khóe miệng hơi co rút nhanh chóng rút tay ra cười ha ha một câu vi nhan này không ngờ em đã kết hôn rồi anh còn ngây thơ cho rằng em sẽ đợi anh đấy khương vi nhan cũng đỏ mặt vội vàng giải thích anh thiên thụy đó đã là lời trẻ con lúc nhỏ sao anh vẫn còn nhớ chứ lương thiên thụy mỉm cười nói ha 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 anh đùa với em thôi đúng rồi chồng em làm gì thế người đàn ông có thể khiến em gái vi nhan của anh coi trọng như vậy chắc chắn không phải thân phận bình thường nhỉ nhắc đến điều này khương vi nhan hơi bối rối vừa định mở miệng thì khương thần bên kia đã chạy qua nói lương thiên thụy anh thiên thụy là anh sao lương thiên thụy ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt đầy kích động của khương thần thì hơi ngạc nhiên cười theo nói khương thần khương thần kích động ôm trầm lấy lương thiên thụy cứ như anh em ruột gặp mặt gào lên anh thiên thủy em nhớ anh chết đi được sao anh lại về nước vậy lương thiên thủy cũng mỉm cười nói một câu ồ về định cư mở công ty khương thần nghe vậy mặt đầy vui mừng sau đó nhìn sang khương vi nhan và tiêu chính văn cứ như vội vàng thể hiện nói lớn tiếng anh thiên thủy em giới thiệu với anh người trước mắt anh là chồng của chị em tiêu chính văn anh đoán xem anh ta làm nghề gì lương thiên thụy mỉm cười nhìn tiêu chính văn nói nhìn dáng vẻ tuấn tú lịch sự của anh tiêu anh nghĩ chắc cũng là thiếu gia của đại gia tộc nhỉ ha 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 khương thần lập tức cười ồ lên vỗ vai lương thiên thụy nói anh thiên thụy anh đoán sai rồi anh ta chỉ là một kẻ bám váy vợ ở rể nhà bọn em bây giờ hình như đang làm vệ sĩ gì đó dù sao cũng không đáng nhắc tới nghe vậy khóe mắt lương thiên thụy lóe lên vẻ nghi ngờ khóe miệng cũng lộ ra nụ cười khẩy hờ hững như có như không ở rể còn là một vệ sĩ thú vị đấy khương vi nhan vậy mà lại thích người như thế lương thiên thụy cười ha ha nói quả nhiên tuấn tú lịch sự không tầm thường lúc đám người nói chuyện đột nhiên tiêu chính văn nhận được tin nhắn của long tứ gửi đến có chuyện khẩn cấp cho nên anh nói nhỏ với khương vi nhan mấy câu nói là gặp mấy chiến hữu cũ rồi cũng rời khỏi đó có điều trước khi đi anh còn cố ý liếc nhìn lương thiên thụy để lại một ánh mắt chỉ có đối phương mới hiểu được nhìn thấy tiêu chính văn đã rời đi lương thiên thụy cũng gan giả hơn nhiều hỏi khương vi nhan em vi nhan sao em lại gả cho một tên lính giải ngũ vô dụng thế anh ta có thể cho em cuộc sống thế nào anh nghe khương thần nói hoàn cảnh ở nhà họ khương của em bây giờ rất không ổn đều là vì tên tiêu chính văn đó sao khương vi nhan nghe vậy sắc mặt hơi khó coi nói anh thiên thụy anh không được nói tiêu chính văn như vậy anh ấy là chồng em còn anh là anh trai từ nhỏ em vẫn luôn rất kính trọng lương thiên thụy hơi nhíu mày nói chính vì anh là anh của em anh xem em như em gái nên mới không muốn thấy em sống cùng với người như vậy vi nhan nói xong lương thiên thụy can đảm hơn một tay nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại như không xương của khương vi nhan nói một cách chiều mến trước nay anh chưa từng đối xử với em như em gái lẽ nào tâm tư của anh dành cho em em không rõ sao vi nhan à lần này trở về có một nửa nguyên nhân cũng là vì em anh muốn lấy em muốn em làm vợ của lương thiên thụy anh khương vi nhan bị dọa sợ vội rút bàn tay nhỏ từ trong tay của lương thiên thụy ra nói năng ấp a à ấp úng anh thiên thụy anh, anh đừng như vậy, em đã kết hôn rồi, em yêu tiêu chính văn, em thật sự vẫn luôn xem anh như anh trai mà thôi. Sứt lời, Khương Vi Nhan xoay người bỏ đi, Lương Thiên Thụy cũng vội đuổi theo. Mà bên này, tiêu chính văn đến văn phòng của Tổng Tư lệnh. Lúc này, Long Tứ và mấy binh lính Bắc Lương đang đứng trong văn phòng với vẻ mặt nghiêm trọng. Sau khi nhìn thấy tiêu chính văn đi vào, mặt Long Tứ đầy vẻ nôn nóng, hô lớn, chủ soái vừa nãy tin từ Bắc Lương chuyển đến, Long Nhất xảy ra chuyện rồi. chương 452, trở về Bắc Lương. Long Nhất xảy ra chuyện rồi. Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn lập tức cau mày, anh lạnh giọng hỏi, chuyện gì vậy? Long Tứ lập tức trả lời, Long Nhất tuân lệnh chủ soái đi điều tra chuyện nhà họ viên. Anh ấy điều tra ra được một số manh mối nên đã đến năm nước biên giới. Nhưng tất cả đều là âm mưu của nhà họ viên sau khi đại ca Long Nhất đi tới biên giới, liền bị bốn chiến thần của năm nước biên giới cùng 100.000 binh lính bao vây. Sau cùng, đại ca Long Nhất người ít không đánh lại đông, bị đối phương bắt giữ rồi. Đây là tình báo khẩn cấp từ Long Kinh. Đối phương nói, nếu muốn Long Nhất bình an trở về Hoa Quốc, chủ soái nhất định phải một mình đến thị trấn trung lập của năm nước biên giới thị trấn Thụy Hy để tiến hành đàm phán. Nếu không, năm ngày sau, họ sẽ công khai hành quyết đại ca Long nhất. Nghe vậy, sắc mặt tiêu chính văn tối sầm xuống, ánh mắt không giấu được lửa giận. Dầm, đột nhiên, sát khí trên người tiêu chính văn như bùng nổ, một nắm đấm đánh vỡ bàn làm việc, lạnh giọng nói, năm nước biên giới này quá xấu xa. Nhân danh vua Bắc Lương, thông báo chính thức tới bọn chúng, nếu dám tổn thương tính mạng thuộc hạ của tôi. Đội quân 300.000 lính phá Long Bắc Lương sẽ lao thẳng vào, tấn công các thành phố chính của bọn chúng. Xiết sạch không tha. Ngoài ra, nói với bọn chúng rằng ngày mai, chắc chắn tôi sẽ đến thị trấn Thụy Hy. Tiêu Chính Văn tức giận. Long nhất là thuộc hạ đi theo anh nhiều năm, giờ phút này lại bị bắt sống, anh nhất định không thể trơ mắt nhìn được. Nhà họ viên. Được lắm. Dám bố trí âm mưu hãm hại thuộc hạ tao. Anh chưa tìm đến gây sự bọn chúng thì thôi, bọn chúng lại còn dám nghe nhanh ham dọa. Sau đó, Tiêu Chính Văn quay người rời khỏi phòng làm việc, đi tới sảnh chính. Trước khi rời Tu Hà đến Nam nước biên giới Bắc Lương, anh vẫn phải giải quyết một số việc cá nhân. Lúc này, Khương Vi Nhan đang bị Lương Thiên Thụy bám lấy. Hiển nhiên là Khương Vi Nhan có chút bất lực, chán ghét nói, anh Thiên Thụy, anh đừng nói nữa, em biết anh muốn tốt cho em, nhưng em đã kết hôn rồi, chồng em đối xử với em rất tốt, em rất yêu anh ấy nếu anh thực sự vẫn xem em là cô em gái vi nhan năm xưa thì anh chúc phúc cho em được không vẻ mặt lương thiên thụy hết sức lạnh lùng nhưng vẫn rất kiên nhẫn nói vi nhan em không thể tiếp tục sai lầm nữa tiêu chính văn trả làm được tích sự gì sao có thể xứng với em được chứ anh thiên thụy mới là chân mệnh thiên tử của em anh trở về lần này là vì anh rất muốn lấy em hãy tin anh anh cam đoan có thể làm cho em sống hạnh phúc gấp nghìn lần bây giờ Xuất lời, Lương Thiên Thụy đưa tay nắm lấy cánh tay của Khương Vi Nhan. Nhưng, đột nhiên, bỗng có một bàn tay to khỏe nắm lấy tay Lương Thiên Thụy, đẩy hắn lùi về sau. Lương Thiên Thụy sửng sốt, trên mặt tràn đầy tức giận, hắn quay sang nhìn, là Tiêu Chính Văn. Khương Vi Nhan cũng có chút kinh hãi, núp sau lưng Tiêu Chính Văn, nhìn thấy bộ dạng âm u như trời bão của anh, lập tức nói Chính Văn, đừng hiểu lầm, bọn em chỉ là... Tiêu Chính Văn khẽ liếc nhìn Khương Vi Nhan, hỏi anh ta quấy rối em. Khương Vi Nhan sửng sốt, nhìn Lương Thiên Thủy cũng đang sầm mặt xuống, lắc đầu nói, đâu có. Tiêu Chính Văn cau mày, sau đó quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Lương Thiên Thủy, cảnh cáo, tổng giám đốc Lương, Khương Vi Nhan là vợ tôi và tôi là chồng của cô ấy. Tôi khuyên anh đừng quấy rối cô ấy, nếu không, đừng trách tôi không đâu lại đi, hỏi thăm anh. Nghe vậy, Lương Thiên Thụy chế nhạo, kéo áo vest và lạnh nhạt nói, Tiêu Chính Văn, anh lấy đâu ra tự tin để nói chuyện với tôi như thế? Anh chẳng qua chỉ là một thằng vô dụng ở rể mà thôi. Vi Nhan nhìn chúng loại rác rưởi như anh, chắc chắn là do bị anh dùng lời ngon tiếng ngọt lừa. Tôi khuyên anh tốt nhất nên ly hôn với Vi Nhan ngay lập tức, để tôi có thể mang lại một cuộc sống tốt nhất cho cô ấy. Sứt lời, vẻ mặt của Lương Thiên Thụy tràn đầy tự tin trước một thằng vô dụng như tiêu chính văn hắn mới là người tỏa sáng nhưng tiêu chính văn siết chặt nắm đấm của mình đấm thẳng vào mặt hắn nói tự tin của tôi đây này a à, lương thiên thụy hét lên ôm chặt cái mũi đầy máu nhìn chằm chằm tiêu chính văn bằng ánh mắt vừa đau đớn vừa tức giận hét lên anh cái tên lỗ máng anh dám ra tay đánh tôi tiếng hét của hắn ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt trong hội trường ai nấy đều bàn tán chỉ trỏ khương vi nhan cũng bị cú đấm của tiêu chính văn làm cho kinh hãi cô vội vàng kéo anh lo lắng nói chính văn anh làm gì vậy tiêu chính văn lạnh lùng liếc nhìn lương thiên thụy đang không ngừng chảy máu mũi nói dạy cho anh ta một bài học khương vi nhan tức giận đến mức dậm chân sau đó vội vàng chạy tới kiểm tra vết thương của lương thiên thụy tức giận nhìn chằm chằm vào tiêu chính văn nói chính văn sao anh lại lỗ mãng như vậy anh ấy là anh thiên thụy của em, bọn em chỉ là mối quan hệ anh em bình thường. Không phải như những gì anh nghĩ đâu. Tiêu chính văn hơi nhíu mày, vừa định giải thích. Nhưng Lương Thiên Thụy lại đột nhiên xua tay, nói, Vi Nhan, không sao, anh không sao. Là do anh không tốt, vừa rồi trong lúc tức giận anh lỡ lời, anh cũng chỉ muốn cuộc sống sau này của em tốt hơn mà thôi. Không ngờ lại chọc em dễ tức giận. Sau cùng, Lương Thiên Thụy xin lỗi Tiêu Chính Văn, nói tôi xin lỗi tiêu chính văn là tôi nói sai trước đắc tội anh rồi bây giờ thì hay rồi khung cảnh lập tức trở nên náo loạn qua wow, lương thiên thụy bị đánh xong còn xin lỗi rộng lượng quá đi chật chật ngược lại tiêu chính văn quá nhỏ nhen hơn nữa còn là một tên lỗ máng bốc đồng đúng vậy nếu có người chồng như vậy tôi thấy sau này dễ xảy ra bạo lực gia đình lắm nếu là tôi tôi nhất định sẽ chọn tổng giám đốc lương. Nghe nói anh ta mới từ nước ngoài trở về, tài sản lên đến trăm triệu tệ. Tất cả mọi người, tôi một câu, anh một câu, đều đang coi thường tiêu chính văn. Nghe thấy những lời này, Khương Vi Nhan càng cảm thấy bối rối, bắt đầu có chút tức giận với tiêu chính văn. Cô lạnh lùng nhìn tiêu chính văn, sau đó đỡ lương thiên thủy, nói em đưa anh đến phòng y tế. suốt lời, cô đỡ lương thiên thụy đi ngang qua tiêu chính văn tiêu chính văn còn muốn giữ khương vi nhan nhưng cô lại hất tay anh ra lạnh lùng nói em không muốn nhìn thấy anh anh bốc đồng quá đấy nghe vậy tiêu chính văn sững người tại chỗ nhìn bóng lưng khương vi nhan đang rời đi trong lòng cảm thấy rất buồn bực bởi vì chuyện của long nhất anh rất dễ bị kích thích cho nên khó tránh khỏi có chút tức giận lúc này long tứ đã đi tới nói nhỏ chủ soái phi cơ chuyên dụng đã được bố trí. Tiêu chính văn gật đầu, nhìn theo hướng Khương Vi Nhan vừa rời đi, nói với Long Tứ, bố trí một ít người bảo vệ Khương Vi Nhan. Vâng, thưa chủ soái, Long Tứ đáp lại. Sau đó, tiêu chính văn trực tiếp bước ra khỏi sảnh chính trong lời bàn tán của đám người, cùng Long Tứ đến một sân bay quân sự trên núi phía sau của sở chỉ huy quân đội. Tiêu chính văn nhìn sở chỉ huy quân đội được răng đèn sáng rực rỡ, sau đó đi thẳng lên máy bay, không quay lại nhìn. Giải quyết chuyện Long Nhất trước, anh sẽ giải thích cho Khương Vi Nhan khi quay lại. Sau đó, phi cơ cất cánh từ từ, nhanh chóng biến mất khỏi sở chỉ huy quân đội. Đêm đó, máy bay đã bay thẳng đến Bắc Lương. Ba tiếng sau, khi phi cơ chuẩn bị hạ cánh, Tiêu Chính Văn đột nhiên nhận được một cuộc gọi, màn hình hiển thị số vệ tinh đã được mã hóa. Vừa kết nối cuộc gọi, bên kia liền nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên vua bắc lương hoan nghênh đã trở lại bắc lương đã lâu không gặp mày là ai tiêu chính văn lạnh giọng hỏi ha ha đương nhiên là bạn cũ của mày rồi tướng quân long nhất thuộc hạ trung thành nhất của mày đang nằm trong tay bọn tao các người muốn làm gì tôi cảnh cáo các người nếu các người dám làm gì anh ta tôi sẽ giết sạch không tha ha 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 của Bắc Lương vẫn máu như ngày nào. Đừng lo, trước khi gặp được mày, hắn vẫn an toàn. Thị trấn Thụy Hy, núi Long Môn, bọn tao đợi mày. Rút lời, tút tút tút, đầu bên kia trực tiếp cúp điện thoại. Chương 453, biên giới, núi Long Môn. Tiêu Chính Văn ngồi trên phi cơ, vẻ mặt u ám đến đáng sợ. Trong cabin, một số binh lính Bắc Lương bao gồm cả Long Tứ, đều dùng mình sát khí khủng khiếp thật đấy. Sát khí này khiến nhiệt độ xung quanh giảm đi mấy độ. Ngay sau đó, chiếc phi cơ đã hạ cánh tại sân bay quân sự ở Bắc Lương. Ngay sau khi xuống máy bay, số điện thoại vệ tinh tiếp tục gọi lại. Vua Bắc Lương, trước khi mặt trời mọc ngày mai, mày đi một mình tới núi Long Môn ở thị trấn Thụy Hy. Nếu bọn tao phát hiện mày mang theo binh lính, bọn tao sẽ công khai xử tử Long nhất. Tới lúc đó, mày chỉ có thể tới dọn xác cho thuộc hạ mình nói xong đối phương lập tức cúp máy hàng lông mày tiêu chính văn nhíu chặt vẻ mặt nghiêm nghị anh vừa xuống phi cơ mà đối phương đã biết rồi lẽ nào hành tung của anh bị lộ nội bộ bắc lương có gián điệp tiêu chính văn không có thời gian để suy nghĩ anh lên chiếc xe jeep quân sự đã chuẩn bị từ lâu nhanh chóng đến tổng bộ tác chiến của chiến khu bắc lương khi anh vừa bước xuống xe, một nhóm binh lính và sĩ quan mặc quân phục đã lao về phía anh. Đi đầu là một người phụ nữ, mặc quân phục màu xanh đậm, khí thế anh dũng, trên vai có ngôi sao vàng, sau lưng là một nữ thiếu tướng và một nhóm binh lính cũng mặc quân phục. Nghiêm, chào. Trước cổng tổng bộ tác chiến, hàng nghìn binh lính đứng nghiêm chào, động tác chỉnh tề, tiếng hô hào sảng. Chủ soái, cuối cùng anh cũng quay về rồi nữ tướng quân bước tới vẻ mặt đầy kích động cô ấy là cấp dưới của tiêu chính văn biệt hiệu hoa hồng đỏ ngoài tám long tướng cô ấy là thuộc hạ đắc lực nhất thực lực cũng đạt đến cấp chiến thần hơn nữa cô ấy còn phụ trách mọi công việc hậu cần lớn nhỏ của tổng bộ chiến khu bắc lương và mạng lưới tình báo bí mật của bắc lương hoa hồng đỏ chính là quản gia của nơi đây dù sao một đám đàn ông ở với nhau không có phụ nữ là không được Hoa hồng đỏ lúc 22 tuổi được tiêu chính văn cứu thoát khỏi một ngôi làng bị tàn sát trên chiến trường biên giới. Chỉ sau vài năm đào tạo ngắn ngủi, giờ đây cô ấy đã trở thành một nữ tướng có tiếng tăm vang khắp Bắc Lương. Tiêu chính văn lạnh nhạt gật đầu, nói cho các anh em lui đi, chuẩn bị cho tôi một chiếc xe, tôi lập tức đến thị trấn Thủy Hy. Nghe thấy vậy, đôi mày hình kiếm của hoa hồng đỏ nhíu chặt lại. Chủ soái, có phải anh vì đại ca Long nhất xảy ra chuyện nên mới vội vàng đến biên giới như vậy không? Tiêu chính văn không nói nhiều. Hiện tại hành tung của anh có lẽ đã bị lộ, cho nên anh không thể nói nhiều, càng không thể dẫn người đi cùng. Một khi dẫn theo người, tính mạng của Long nhất sẽ gặp nguy hiểm. Anh biết đường đến núi Long Môn ở thị trấn Thụy Hy sẽ rất nguy hiểm. Núi Long Môn bây giờ chắc chắn là một nơi đầm rồng hang hổ, đối phương nhất định đang đợi anh chủ động xa lưới, sau đó bắt sống. Hoa hồng, có mà tướng, chuẩn bị chu đáo trang bị chiến đấu. Gió, hoa hồng đỏ lập tức cúi đầu đáp, sau đó nhanh chóng chuẩn bị trang bị chiến đấu. Áo chống đạn hiệu suất siêu cao, hai khẩu súng lục, năm quả lựu đạn, dao găm quân sự và một viên đạn vinh quang. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, tiêu chính văn mặc áo chống đạn vào, trang bị đầy đủ, rút con dao quân đội năm cạnh ra khỏi thắt lưng sau đó lại nhét trở lại. Tiêu chính văn nhảy lên chiếc xe jeep quân sự đã chuẩn bị sẵn, liếc nhìn hoa hồng đỏ trước mặt, vươn tay xoa đầu cô ấy, mỉm cười nói chăm lo chuyện nhà cho tốt, chờ tôi trở về. Hoa hồng đỏ vô cùng cảm động, đôi mắt có chút đỏ lên, nói chủ soái, anh cho tôi đi cùng đi, dẫn theo mấy chục nghìn anh em nữa, được không? Tiêu chính văn khẽ mỉm cười nói, không được, tôi có thể tự mình đi nếu tới hoàng hôn ngày mai tôi còn chưa trở về, cô lập tức dẫn theo 200.000 quân phá Long cùng Long nhị tới Long Bát, đến núi Long Môn, san bằng nơi đó, giết sạch chư hầu và cường giả cấp chiến thần của năm nước. Sứt lời, tiêu chính văn trực tiếp đạp ga. Chiếc xe díp như một con dã thú, gầm rú xé tan màn đêm, lao vào bóng tối vô tận. Bắc Lương, nằm ở biên giới của Hoa Quốc, hơn nữa còn là nơi rừng sâu núi hiểm thị trấn Thụy Hy là một địa điểm chiến lược quan trọng, nơi hòa quốc giáp với năm nước. Dân số chỉ hơn 100.000 người. Năm xưa, nơi đây đã bị tàn phá bởi các cuộc chiến tranh của sáu nước. Nhưng về sau, với sự trợ giúp của đội quân 300.000 lính phá long, Tiêu Chính Văn đã trực tiếp ra uy, làm kinh hãi năm nước, biến nơi đây thành khu vực trung lập, cấm mọi cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, Điều này không có nghĩa là thị trấn Thụy Hy không thể sử dụng các thủ đoạn bẩn thỉu. Hơn nữa, trong vài năm trở lại đây, thị trấn Thụy Hy đã trở thành một thị trấn không nằm trong khu vực quản lý, phát triển thế lực gián điệp sáu nước, đồng thời chiếm đóng thế lực vũ khí các nước. Tuy nhiên, có một truyền thuyết lưu truyền, đó là ở Hoa quốc phương Đông, có một vị thống soái cấp 5 sao, tại chính biên giới này đã từng chặt đầu 8 vị cường giả cấp chiến thần và làm hai cường giả cấp chủ soái bị thương nặng. Chính kết quả này đã đổi lại sự trung lập của thị trấn Thụy Hy ngày nay. Trận chiến đó đánh đến nỗi trời đất mù mịt. Vì vậy ở đây, danh hiệu của Long Vương Phương Đông rất vang dội, khiến ai nấy đều phải khâm phục, cũng khiến người ta phải nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên, chưa một ai từng nhìn thấy Long Vương Phương Đông đó. Đồng thời, tại danh giới núi Long Môn cách thị trấn nhỏ Thụy Hy 10 km. Lúc này, gần núi Long Môn, trong rừng rậm có một yếu địa quân sự. Hàng trăm binh lính được trang bị vũ khí đầy đủ, bảo vệ nghiêm ngặt nhà giam dưới lòng đất của một pháo đài quân sự, trông chừng một người đàn ông đang bị giam giữ bởi những sợi xích nặng hàng trăm kg. Người đàn ông này chính là Long Nhất, người đứng đầu trong tám tướng quân Bắc Lương và là phó thống lĩnh của đội quân 300.000 lính phá Long. Ở Bắc Lương, anh ta là một nhân vật dưới một người, trên vạn người. Người Long nhất bê bết máu, bộ quân phục đã rách nát từ lâu, thân thể cường tráng đầy vết thương. Anh ta cúi đầu, thở nặng nề, khóe miệng không ngừng chảy máu. Trên mặt đất, xung quanh được bố trí vô số trực thăng quân sự, hơn một chục xe bọc thép có khả năng sát thương khủng bố, và xe jeep quân sự. Báo cáo, lúc này, một người lính mặc quân phục vội vàng xông vào pháo đài quân sự trong núi chào báo cáo tướng quân vua bắc lương đã đến bắc lương nửa giờ trước anh ta đã xuất phát từ chiến khu đi đến núi long môn tại pháo đài trong hang đá được trang bị đầy đủ chiến đấu một người đàn ông trung niên vạm vỡ mặt đen thui quay người đi tới trước tấm bản đồ trên tường gương mặt chữ điền bên trên có một vết sẹo đáng sợ giọng nói của gã có chút khàn khàn tựa như bị đạn đại bác ném chúng, lạnh lùng nói, một mình. Vâng, chỉ có một mình vua Bắc Lương. Tốt lắm. Giọng nói khàn khàn lại vang lên, lập tức thông báo cho các tướng quân khác về cuộc họp tác chiến liên hợp, thông báo luôn cho họ rằng kẻ thù của chúng ta đã đến. Không lâu sau, một số xe jeep quân sự xuất phát từ thị trấn Thụy Hy, đi thẳng đến núi Long Môn, đến pháo đài quân sự này. Sau đó, toàn bộ núi Long Môn vang lên tiếng cười nhạo báng của một số người, ha ha ha. Vua Bắc Lương, lần này núi Long Môn là nơi chôn xương của mày. Năm nước tao, một trăm vạn quân, đã trang bị đầy đủ, sẵn sàng chiến đấu, bọn tao đã bao vây biên giới từ một tháng trước. Ngoài ra còn có mười cường giả cấp chiến thần và ba cường giả cấp chủ soái. Dù mày có mạnh cỡ nào cũng không thoát chết được đâu. Lúc này, Tiêu Chính Văn cũng không biết tại núi Long Môn Phòng họp chiến tranh liên hợp của năm quốc gia đã bố trí một kế hoạch chi tiết cho anh. 10 cường giả cấp chiến thần và 3 cường giả cấp chủ soái. Thủ đoạn này đã nhiều năm không xuất hiện, bởi vì tiêu chính văn quá mạnh, khiến cho năm nước biên giới không tài nào ngồi yên được. Vì vậy, bọn họ mới lên kế hoạch này để tiêu chính văn chết nơi biên giới, để Hoa quốc mất đi một cường giả đỉnh cao cấp chủ soái. Chương 454: Giết không cần lý do. Lúc này, Tiêu Chính Văn đang lái xe Jeep, chiếc xe như một con dã thú, gầm lên trong đêm. Anh nhanh chóng đến biên giới Hoa Quốc. Đứng lại, phía trước đột nhiên vang lên tiếng còi báo động và đèn dọi bật sáng, chỗ Tiêu Chính Văn được chiếu sáng như ban ngày. Ba chiếc xe Jeep quân dụng, hai chiếc xe bọc thép và mười mấy chiến sĩ biên phòng vũ trang đầy đủ nhảy xuống xe, giơ súng, bước từng bước về phía Tiêu Chính Văn, kiểm tra theo luật. Tiêu Chính Văn phanh gấp xe. Két, lốp xe ma sát với mặt đất, làm bụi đất màu vàng bay tung mù. Mở cửa, bước xuống xe. Tiêu Chính Văn điềm nhiên lấy một điếu thuốc ra, châm lửa giết một hơi. Mười mấy chiến sĩ biên phòng chạy tới, nhìn thấy Tiêu Chính Văn thì lập tức đứng nghiêm chào, vô cùng sùng bái và cung kính thốt lên, "Chào." "Chào mừng chủ soái." Giọng nói sang sảng, ở vùng biên giới đồng không mông quạnh, nghe rất xa xôi các anh em vất vả rồi tiêu chính văn mỉm cười bước lên mấy bước lấy thuốc ra đưa cho hai sĩ quan dẫn đầu vỗ vai họ nói lâu rồi không gặp chủ soái không ngờ anh lại trở về bên ngoài cứ đồn anh sắp rời khỏi bắc lương các anh em đều lo lắng chết đi được ở bắc lương thì anh mới là chủ soái của chúng tôi là vua bắc lương mà chúng tôi sùng bái và kính phục nhất sĩ quan dẫn đầu tỏ vẻ vô cùng kích động mắt còn rơm rớm Tiêu Chính Văn mỉm cười. Chủ soái, anh đi đâu vậy? Sĩ quan kia hỏi. Tiêu Chính Văn nhìn dãy núi trùng điệp phía xa, nụ cười trên khuôn mặt dần đông cứng lại, thay vào đó là sát khí lạnh lẽo vô cùng sắc bén, đáp tôi muốn đến núi Long Môn ở Thụy Hy. Một mình anh sao? Rõ ràng sĩ quan kia hơi lo lắng, sau đó nói, chủ soái, hiện giờ thị trấn Thụy Hy loạn lắm. Gián điệp năm nước có ở khắp nơi, và cả một số kẻ buôn bán vũ khí bất hợp pháp nữa. Một mình anh đi nguy hiểm lắm, hay là chúng tôi đi với anh nhé? Tiêu chính văn xua tay, hút nốt điếu thuốc trong tay, vứt xuống đất dẫm lên, rồi đáp, không cần đâu, một mình tôi là đủ rồi, các anh hãy canh giữ nhà cẩn thận. Nói xong, tiêu chính văn trịnh trọng vỗ vai sĩ quan kia, tiện tay ném cho anh ta một bao thuốc. Sau đó, anh xoay người rời đi. Chiếc xe jeep quân dụng phát ra tiếng gầm trầm thấp, bánh xe nhanh chóng chuyển động, khiến bụi bay mù trời, sau đó đi mất. Mười mấy chiến sĩ lặng lẽ nhìn theo chiếc xe jeep. Một chiến sĩ trẻ tuổi hỏi, "Đội trưởng, chủ soái đến núi Long Môn một mình làm gì vậy?" "Tôi nghe nói gần đây thị trấn Thụy Hy tập trung không ít binh lính của năm nước. Gần núi Long Môn còn có mấy chục nghìn binh lính năm nước bày trận." Vị sĩ quan kia lắc đầu đáp, "Tôi cũng không rõ." nhưng tôi tin chủ soái bởi vì anh ấy là long soái năm sao của hoa quốc với thực lực của chủ soái đừng nói là núi long môn nhỏ bé cho dù là nơi tường đồng vách sắt như ở phương tây chẳng phải anh ấy vẫn bình yên vô sự trở về sao đừng nghĩ nhiều nữa tiếp tục canh gác gió tiểu đội này nhanh chóng rời đi tiêu chính văn lái xe ra khỏi biên giới sau đó anh băng qua con đường núi rậm rạp nhanh chóng đến nơi cách thị trấn Thụy Hy 1 km. Đây là một vách thung lũng. Trong rừng rậm còn có tiếng gầm gào trầm thấp của không ít dã thú, cùng với tiếng hót của chim muông. Tiêu Chính Văn nhanh chóng xuống xe, sau khi giấu chiếc xe jeep quân dụng đi, một mình anh vượt qua nửa sườn núi, đến một vách đá nhỏ đủ chứa 5 người đứng. Anh lấy một chiếc kính viễn vọng trong ba lô sau lưng, ngồi xổm xuống, nhìn về thị trấn ở tít sâu trong rừng rậm ba mặt là núi, một mặt là nước, có vị trí chiến lược rất lớn. Nơi này trở thành cửa ải quan trọng thông tới năm nước. Lúc này, thông qua kính viễn vọng vẫn có thể nhìn thấy trong thị trấn Thụy Hy, dòng người nườm nượp, xe quân đội của các thế lực và các binh lính có vũ trang đang đi tuần khắp nơi. Cổng Đông và Cổng Bắc là hai cổng vào quan trọng, đã bị quân đội tinh nhuệ của thị trấn phong tỏa, bất cứ ai ra vào thị trấn đều phải kiểm tra nghiêm ngặt tiêu chính văn quan sát một lúc sắc mặt nghiêm trọng sau đó tiêu chính văn lấy điện thoại ra gọi cho số trước đó điện thoại nhanh chóng được kết nối tôi đã đến thị trấn rồi các anh ở đâu vua bắc lương hành động nhanh quá vào từ cổng đông sẽ có người của chúng tôi tiếp ứng cho anh đối phương nói xong thì cúp máy luôn tiêu chính văn nhìn thị trấn thụy hy trước mắt yên lặng một lúc sau đó nhảy xuống vách núi nhanh chóng chìm vào bóng tối. Cùng lúc đó, trong pháo đài quân sự núi Long Môn. Lúc này, trong trại đã có không ít lính đánh thuê tụ tập. Người đàn ông mặc quân phục dẫn đầu trên mặt có vết sẹo, sắc mặt lạnh lùng, nhếch mép cười dữ tợn, ngồi trong bộ chỉ huy tác chiến, đang hút thuốc. Báo cáo tướng quân trà tụng, vua Bắc Lương đã xuất quan, với tốc độ của anh ta thì hiện giờ đã sắp đến thị trấn Thụy Hy các tai mắt trong thị trấn đã bắt đầu tuần tra gắt hơn tốt lắm chỉ cần tiêu chính văn xuất hiện ở thị trấn thụy hy thì lập tức bắt anh ta giết luôn không cần lý do sắc mặt tướng quân trà tụng lạnh lùng giọng nói khàn khàn ngoài ra lập tức dặn dò bên dưới nếu tiêu chính văn sống sót rời khỏi thị trấn thụy hy chỉ cần anh ta vào địa phận núi long môn thì phải giết bằng mọi giá hãy nhớ là anh ta rất mạnh bảo các anh em cẩn thận chút đừng để bị lộ gió lúc này tiêu chính văn đang đi trong đêm tối cuối cùng anh cũng đến được thị trấn thụy hy trước khi trời sáng nhưng anh lại xuất hiện ở cổng tây sau đó anh trà trộn vào đoàn người vào cổng tây buôn bán sau khi tránh được mấy chốt gác tuần tra anh đã thành công vào được thị trấn còn lúc này ở cổng đông một người đàn ông xuất hiện ở cổng thu hút sự chú ý của lực lượng canh giữ ở đây mười mấy binh lính mang súng lập tức bao vây người đàn ông lại tên sĩ quan dẫn đầu nở nụ cười lạnh lùng bước từ sau đám người ra hút điếu xì gà chân đi bốt ra nhìn người đàn ông đeo khẩu trang màu đen trước mặt cười nói ha 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 vua bắc lương không ngờ anh dám đến đây một mình thật bắt anh ta lại mười mấy binh lính lập tức xông tới người đàn ông kia phản kháng mấy cái cho có lệ sau khi đạp ngã mấy người, liền bị mấy khẩu súng chĩa thẳng vào đầu. Sau đó, anh ta liền ngoan ngoãn chịu trói. Tên sĩ quan dẫn đầu cười ha hả nói, tôi còn tưởng Long Vương Phương Đông giỏi giang đến đâu, xem ra chỉ chém gió là giỏi. Không ngờ lại bị tạp tán tôi bắt được. Sứt lời, hắn lột chiếc khẩu trang của người kia xuống. Bỗng nhiên, hắn nhíu mày, gầm lên, anh không phải vua Bắc Lương? Người đàn ông kia tỏ vẻ khó hiểu, lạnh lùng đáp, tôi chưa từng nói tôi là vua Bắc Lương. Sứt lời, anh ta đẩy mấy người trước mặt ra, nghênh ngang bước vào thị trấn từ cổng đông. Sắc mặt tên tạp tán kia lạnh lùng, tức giận ném chiếc khẩu trang trong tay xuống đất, gầm lên thông báo với các anh em. Vua Bắc Lương đã trà trộn vào thị trấn, tất cả hành sự cẩn thận. Chương 455, cường giả chiến thần tập viết. Sứt lời Hắn nhanh chóng bước tới tròi canh gác, gọi đến một số điện thoại, nói tướng quân trà tụng, thuộc hạ làm việc sơ sót, vua Bắc Lương không xuất hiện ở cổng đông, anh ta đã tìm một thế thân qua mắt chúng tôi ạ. À? Tôi đã đoán được trước rồi, vua Bắc Lương không dễ gì để các cậu bắt được thế đâu. Thông báo với các anh em, hết sức cẩn thận, canh phòng nghiêm ngặt, dùng máy bay không người lái tuần tra thị trấn, chú ý chặt chẽ tình hình trong trấn, phải tìm bằng được vua Bắc Lương. Rõ. Đúng lúc tướng quân Trà Tụng nói xong, một người đàn ông vô cùng vạm vỡ bước vào, người kia cao 2 mét, bắp chân còn to hơn cả vòng eo của người bình thường. Sắc mặt gã u ám, lạnh lùng nói bằng tiếng Hoa Quốc rất lưu loát. "Tướng quân Trà Tụng, anh cẩn thận thái quá rồi đấy. Cứ để 10 cường giả chiến thần như chúng tôi vào thị trấn, giết hắn chẳng phải là được sao? Cần gì phải vòng vo như vậy? Vua Bắc Lương cũng chỉ có một mình." còn chúng tôi đều là những cường giả nổi tiếng thế giới. cho dù hắn có ba đầu sáu tay, thì cũng không thể sống sót mà bước ra khỏi thị trấn được. tướng quân trà tụng nhìn gã đàn ông kia, đáp: anh chưa từng giao đấu với vua bắc lương, nên không biết anh ta đáng sợ đến mức nào đâu. anh có biết vào ba năm trước, ở chính nơi này, anh ta đã giết chết bao nhiêu cường giả chiến thần trong trận phong xoáy không? trong trận chiến ở biên giới? một mình anh ta xông vào doanh trại 500.000 người của địch, giết mấy cường giả chiến thần, khiến hai thống soái bị thương nặng, sau khi bắt sống bọn họ, lại bình an vô sự rời đi. Nói đến đây, trong mắt tướng quân trà tụng tỏ vẻ sợ hãi. Ha ha! Một tiếng cười duyên dáng vang lên. Lại có một cô gái vóc dáng yểu điệu bước vào, mặc quần áo da màu đỏ tươi, tóc tết bím, trên bắp đùi và mắt cá chân đều là trang bị chiến đấu như dao găm, phi tiêu ả à, ta cười khẽ nói tôi đã nghe danh của vua bắc lương từ lâu rồi hôm nay nếu như có thể giao đấu với cường giả như anh ta thì rất lấy làm vinh hạnh tướng quân trà tụng anh phải bảo các thuộc hạ của anh chấp hành nhiệm vụ cẩn thận nhé đừng bất cần bị giết để anh ta vào đây được thì thú vị đấy tướng quân trà tụng nhìn cô nàng trước mặt cười lạnh lùng đáp tường vi năm đó anh ruột của cô chết trong tay anh ta đấy thực lực của anh ta không đơn giản như cô tưởng đâu ha ha ha. Ngay sau đó, một tiếng cười thô lỗ vang lên từ ngoài cửa. Sau đó, một người đàn ông cả người nhuốm đầy máu tanh và sát khí cất bước tiến vào. Sự xuất hiện của gã khiến nhiệt độ trong trại đột ngột giảm xuống mười mấy độ. Hừ, một vua Bắc Lương thôi mà, nếu hắn dám xuất hiện, thì Bách Lý huyền kiếm tôi sẽ khiến hắn đầu một nơi người một nẻo. Sao có thể thiếu giả kiêu tôi chứ? Cùng lúc đó, ở một phía khác cũng vang lên giọng nói lạnh lùng. Sau đó, mấy bóng dáng khí thế mạnh mẽ xuất hiện trong pháo đài quân sự này. Mười cường giả cấp chiến thần đã tề tựu đông đủ. Trà tụng nhìn mười cường giả hàng đầu trước mặt, khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm trọng. Những người này đều là cường giả chiến thần của các nước, thực lực đều vô cùng xuất sắc. Nhưng hình như bọn họ vẫn chưa biết sự mạnh mẽ và khủng khiếp của vua Bắc Lương, vẫn không hiểu nguyên tắc hành sự của vua Bắc Lương hy vọng trận này có thể lấy được đầu của vua Bắc Lương. Trong lòng trà tụng thầm than, sau đó, hắn bước đến một chỗ, gọi cho một số điện thoại thần bí, lạnh lùng nói, tôi đã tập hợp đội quân 100.000 người và 10 cường giả cấp chiến thần, cùng với hai cường giả cấp chủ soái theo dặn dò của ông. Hiện giờ, vua Bắc Lương đã vào thị trấn Thụy Hy. Lần này, tôi sẽ lấy được đầu của anh ta, nhưng các ông cũng phải làm được chuyện đã hứa với chúng tôi. Nếu không, Bất kể các ông là ai, tôi cũng sẽ khiến các ông phải trả cái giá tương tự. Tốt lắm, tướng quân trà tụng, hợp tác vui vẻ. Một tỷ USD đã được chuyển vào tài khoản của anh. Điều kiện còn lại thì chờ anh lấy được đầu của vua Bắc Lương sẽ thực hiện. Đầu bên kia điện thoại là một giọng nói lạnh lùng, nói xong thì cúp máy. Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn đã thành công vào được thị trấn Thụy Hy. Anh lau lớp bụi trên mặt đi. Đội mũ che, bước đi trên đường. Lúc này đang là buổi sáng sớm, người trên đường không đông lắm, rất nhiều cửa hàng địa phương cũng vừa mới bắt đầu mở hàng. Anh rẽ mấy cái ngõ, sau đó đến thẳng một sàn nhảy. Anh vào cửa, lấy một chiếc huy hiệu màu vàng ra, trên huy hiệu có một con rồng vàng. Người đàn ông canh cửa nhìn thấy huy hiệu rồng vàng liền cho qua luôn, sau đó kéo rèm cửa xuống. Tiêu Chính Văn và người đàn ông kia đi vào một cánh cửa bí mật phía sau sàn nhảy, men theo cầu thang đi xuống dưới. Người đàn ông gõ cánh cửa sắt. Giữa cánh cửa sắt có một lỗ nhỏ được mở ra, người đàn ông đưa huy hiệu rồng vàng vào trong, bên trong nhanh chóng vang lên tiếng mở cửa. Tiêu Chính Văn lập tức lách vào. Đập vào mắt anh là một căn phòng xa hoa, sofa xếp hai bên, chính giữa là một chiếc bàn làm việc, trên đó để rất nhiều tiền xung quanh phòng còn có mấy người địa phương vóc dáng cường tráng thắt lưng dắt súng lúc này một người đàn ông trung niên mặc áo hoa đội mũ hoa cổ đeo một chiếc dây chuyền vàng to tướng bước từ phía sau ra ha 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 khách quý khách quý không ngờ long vương phương đông lại đến chỗ tôi thế này người đàn ông kia nở nụ cười gian xảo vừa cười liền để lộ mấy cái răng vàng trong tay ông ta cầm chai whisky rót cho tiêu chính văn một ly, rồi ngồi đối diện anh, cười hỏi, đại nhân Long Vương có dặn dò gì thế? Sắc mặt tiêu chính văn lạnh lẽo, nói thẳng, giải quyết mấy cái đuôi trong thị trấn giúp tôi. Người đàn ông kia cười đáp, đại nhân Long Vương, cậu nói đùa rồi. Cậu có biết từ lúc cậu bước chân vào thị trấn này thì đã bị người của năm nước để ý không? Theo tin tình báo tôi nhận được, tướng quân trà tụng đã bày thiên la địa võng ở núi Long Môn, chỉ chờ cậu mắc bẫy thôi. Tiêu Chính Văn cười nhạt, giơ một ngón tay lên, nói: Một trăm triệu tệ giải quyết mấy cái đuôi ở thị trấn, hoặc là tôi bảo một tiểu đội của quân phá long lập tức xuất phát quét sạch chỗ này. Nghe thấy thế, mấy tên vệ sĩ quanh phòng rút ngay súng ở thắt lưng ra, chĩa vào Tiêu Chính Văn, tức giận gầm lên: Chán sống à? Dám ăn nói với đại nhân của bọn tao như vậy, đại nhân, giết hắn đi! lấy số tiền thưởng 200 triệu tệ của năm nước. Tiêu Chính Văn cười điềm nhiên, cầm ly rượu trên bàn lên, uống mấy ngụm. Sau đó, Tiêu Chính Văn bỗng có hành động. Anh đập mạnh ly rượu, trúng mặt tên vệ sĩ gần anh nhất. Một tiếng ầm vang lên, ly rượu vỡ tan tành, tên vệ sĩ kia lập tức vỡ đầu chảy máu, ngã ngửa xuống đất. Mấy tên còn lại thấy thế, lập tức định rút súng ra. Nhưng Bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, trên sofa đâu còn bóng dáng của Tiêu Chính Văn nữa. Cùng lúc đó, một giọng nói quỷ dị đã xuất hiện đằng sau tên răng vàng kia. Trong tay Tiêu Chính Văn cầm một khẩu súng bạc, chĩa vào huyệt thái dương ông ta, nói chọn cái nào. Mấy tên vệ sĩ hoảng hốt. Đây chính là Long Vương Phương Đông Sao. Thực lực mạnh quá đi mất. Chán của tên răng vàng kia túa mồ hôi lạnh, cười khan giơ tay ra hiệu cho mấy thuộc hạ cất súng đi tiêu chính văn cũng ngồi trở lại sofa bốt ra gác lên bàn trà tên răng vàng đứng dậy bước đến trước bàn làm việc cầm điện thoại vệ tinh gọi cho một số nói lập tức giải quyết mấy cái đuôi trong thị trấn đi nói xong câu này ông ta cười như không cười nhìn về phía tiêu chính văn nói đại nhân long vương tôi làm vậy coi như đắc tội với thế lực của năm nước rồi đấy tiêu chính văn đứng dậy ung dung đáp, cho dù thế lực năm nước bị giết hết, thì quỷ đầu kim ông cũng vẫn sẽ sống yên ổn ở thị trấn Thụy Hy. Sứt lời, tiêu chính văn đi luôn. Mấy tên vệ sĩ nhìn bóng lưng rời đi của tiêu chính văn, nói với quỷ đầu kim, đại nhân, cứ để hắn đi như vậy sao? Món tiền thưởng kia tận 200 triệu đấy. Bốp, quỷ đầu kim tát cho hắn một cái bạt tai, lạnh lùng nói, mày nghĩ là trước khi giết được cậu ta, thì chúng ta có thể sống được chắc hãy nhớ cho kỹ, cho dù đắc tội thế lực năm nước, thì cũng đừng đắc tội Long Vương Phương Đông. Bởi vì đắc tội cậu ta là chết chắc, cậu ta chính là một sát thần, hiểu chưa? chương 456, lục soát cho tôi. Lúc này, Tiêu Chính Văn đã rời khỏi thị trấn Thụy Hy, cái đuôi của thế lực năm nước phía sau đã bị người của quỷ đầu kim giải quyết xong xuôi. Bây giờ anh chỉ có một thân một mình, lái chiếc xe Việt giã đến núi Long Môn, Cách núi Long Môn khoảng một cây số, Tiêu Chính Văn nhảy xuống và che xe lại. Sau đó, anh lao ra trước, giống như một con khỉ linh hoạt chuyển động qua lại trong rừng cây. Chẳng mấy chốc, anh đã leo lên một vách núi dựng đứng, đến được đỉnh núi gần núi Long Môn, ẩn nấp trong một bụi cây và lấy ra kính viễn vọng, cẩn thận quan sát môi trường địa lý và bố trí canh phòng chiến lược của núi Long Môn phía đối diện. Quả nhiên, Tiêu Chính Văn đã phát hiện ra dưới chân núi có 100 chiếc xe bọc thép đã xếp hàng chờ sẵn, tất cả đều được trang bị vũ khí sát thương khủng bố. Gần đó còn có hai mặt trận bằng phẳng cho máy bay hạ cánh, trên đó có 6 máy bay trực thăng vũ trang đang đậu. Các đồn bốt có binh lính tuần tra được phân bố giải rác khắp núi Long Môn. Giữa không trung còn có máy bay không người lái giám sát chặt chẽ. Với sự kiểm soát nghiêm ngặt như vậy, e là một con ruồi cũng khó mà bay vào tiêu chính văn cau mày rút một thanh sô cô la có hàm lượng calo cao từ bên hông ra ăn sau đó anh ngồi xổm tại chỗ chờ đợi thời cơ cả núi long môn đã trở thành một nơi cực kỳ nguy hiểm nếu là trước đây tiêu chính văn chắc chắn sẽ xông thẳng ra giết sạch bọn chúng không còn mảnh giáp nhưng bây giờ long nhất đang ở trong tay bọn chúng anh không dám tùy tiện làm bừa nếu không sẽ không có cách gì đảm bảo được sự an toàn của Long Nhất. Đợi khoảng nửa tiếng đồng hồ thì Tiêu Chính Văn bắt đầu hành động. Anh khẽ chui vào rừng sâu, sau đó chậm rãi tiến lại gần núi Long Môn. Ngay sau đó, anh đã đến một đồn bốt. Mười mấy binh lính tuần tra, một xe bọc thép, còn có đại bác và đài liên lạc. Thậm chí anh còn phát hiện ra khá nhiều quân đánh lén được bố trí ở điểm cao bên cạnh. Tiêu Chính Văn không hề tùy tiện hành động mà chậm chạp rời đi. Sau đó ẩn nấp ở trong một lùm cây gần đó. Đợi một lát, anh túm được một tên lính của đối phương đang đi tiểu một mình. Anh chậm rãi chuyển động tiếp cận đối phương, sau đó xông đến túm chặt lấy cổ của tên lính, rắc một tiếng, bẻ gãy luôn cổ hắn. Sau đấy anh khẽ đặt tên đó nằm xuống đất. Kế đó, anh rút bộ đàm liên lạc mà tên đó mang theo bên người, ép cổ hỏng, nói có chuyện rồi khu vực số 7 dưới chân núi có động tĩnh khác lạ. Không lâu sau, mười mấy binh lính canh gác lái xe bọc thép tiến đến vị trí mà Tiêu Chính Văn vừa thông báo. Mà Tiêu Chính Văn lại âm thầm tiến lại gần nơi đóng quân, cơ thể thoát ẩn thoát hiện như ma quỷ, hành động như loài báo săn, nhanh chóng giải quyết được ba binh lính đang đứng gác, tất cả đều chết tức tưởi. Sau đó, Tiêu Chính Văn bước vào trong lều bạt, trộm đi bản đồ bố trí canh phòng của núi Long Môn sau khi anh nhét bản đồ bố trí canh phòng vào bên hông thì thẳng thừng châm lửa đốt cháy cả lều bạt khi tiêu chính văn vừa quay bước rời đi căn lều bạt đó chợt phát ra một tiếng nổ động trời lửa cháy đỏ rực mấy thùng đạn dược và thuốc nổ đều bị đốt cháy mà người gây ra vụ việc này tiêu chính văn đã rời khỏi hiện trường tiến về phía pháo đài quân sự ở lưng chừng núi dựa theo bản đồ bố trí canh phòng Lòng nhất đang bị nhốt trong địa lao của pháo đại quân sự, có hàng trăm binh lính được trang bị vũ trang canh phòng nghiêm ngặt. Mà đối phương lại muốn lừa mình lên đỉnh núi. Lúc này đỉnh núi chính là một thiên lôi địa võng. Mười cường giả cấp chiến thần đang ở trước một đạo quán vô cùng cũ nát, yên lặng chờ tiêu chính văn xuất hiện. Mười bóng hình, mười chiến thần mạnh mẽ. Cả người toát lên sát khí ngất trời. Lúc này, Bách Lý Huyền Kiếm đứng ở bên rìa đỉnh núi cúi đầu quan sát nơi bùng lên ngọn lửa dữ dội dưới chân núi, cười khẩy nói, hắn đến rồi. Nghe vậy, chín người còn lại cũng bật cười lạnh lùng. Tướng quân trà tụng quá sợ hãi tên tiêu chính văn này rồi, thật chẳng có chút tác phong nào của một vị tướng lĩnh. Đối phó với một mình hắn thôi mà cũng phải bày ra thế trận như này. Gã đàn ông cao 2 mét với những bắp thịt cuồn cuộn bức người cười chế diễu. Tường vi lạnh lùng nhìn hắn, vừa nghịch con dao găm trong tay vừa nói, không cần biết anh ta mạnh thế nào, cuối cùng thì cũng phải chết dưới dao của tôi thôi. Mà lúc này, dưới chân núi đang loạn hết cả lên. Sau khi tướng quân trà tụng biết được đồn bốt đã phát nổ thì lập tức điều động binh lính đến khu vực đó tiến thành tìm kiếm trên diện rộng. Thế nhưng vẫn không thu được gì. Tướng quân trà tụng cáu giận, gào mồm lên, đội quân thiết giáp, đội máy bay không người lái và 10.000 binh lính, Toàn bộ đều tập trung lại đây. Lục Soát cho tôi, nhất định phải tìm cho được bóng dáng của vua Bắc Lương. Anh ta nhất định còn ở trên núi, chưa đi được bao xa đâu. "Gió, chương 457, mày sẽ phải chết dưới tay tao." Không lâu sau, đội quân thiết giáp, đội máy bay không người lái và 10.000 binh lính đổ dồn toàn lực phong tỏa toàn bộ khu vực. Mà lúc này, Tiêu Chính Văn đã mặc trên người bộ đồ binh lính ẩn nấp trong đám người đi vây bắt. Nhìn thấy tướng quân Trà tụng chỉ đứng cách mình mấy trăm mét, Tiêu Chính Văn khẽ nhếch khóe miệng và nở một nụ cười khẩy. Đối với anh mà nói, khoảng cách mấy trăm mét này đủ để lấy được đầu của quân địch rồi. Thế nhưng, anh không thể rút dây động rừng. Mục tiêu của anh bây giờ là cứu được Long Nhất. Sau khi gây ra rối loạn, Tiêu Chính Văn chậm rãi tách khỏi đại đội quân đi vây bắt sau đó tìm cơ hội để xông lên pháo đài quân sự ở lưng chừng núi. Lúc này, gần pháo đài quân sự chỉ có mấy chục binh lính được trang bị vũ trang đang canh giữ, còn có vài chiếc xe bọc thép và xe jeep. Tiêu chính văn cứ thế bước ra, nói với giọng điệu y như bọn chúng, tướng quân trà tụng hạ lệnh, mấy người lập tức xuống núi vây bắt vua Bắc Lương. Mấy chục binh lính nhìn tiêu chính văn lúc này đang mặc quân trang giống như bọn chúng, thoạt đầu hơi hoài nghi, lạnh lùng hỏi, mệnh lệnh của tướng quân trà tụng. Anh ấy lệnh cho chúng tôi canh giữ nơi này không được rời đi nửa bước. Hỗn xược, tôi còn có thể lừa gạt mấy người được hay sao?" Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Mấy chục binh lính lúc này cũng đã nhìn rõ quân hàm trên vai Tiêu Chính Văn, chính là quân hàm trung tá. "Trưởng quan." Chớp mắt, mấy chục binh lính cùng nhau cúi chào. Tiêu Chính Văn xua tay, nói, "Mau chóng qua đó đi." nơi này để tôi canh giữ là được rồi rõ mấy chục binh lính cùng đồng thanh đáp lời rồi lập tức rời đi thế nhưng lúc này lại có một sĩ quan mang quân hàm thiếu tá đi ra từ bên trong pháo đài sa sầm mặt mũi nói anh là ai tại sao chưa từng gặp mặt tiêu chính văn khẽ nhướng mày cả người toát lên khí thế lạnh lùng nói việc tôi là ai mà cũng cần phải báo cáo cho một thiếu tá nhỏ bé như cậu hay sao Vẻ mặt của tên thiếu tá kia chợt trở, trở nên vô cùng khó coi. đầu tiên là cung kính, sau đó tay trái chậm rãi đặt lên lưng quần. nói trung tá thật sự xin lỗi, mời anh nói ra khẩu lệnh. khẩu lệnh tiêu chính văn cau mày. bầu không khí căng thẳng đột nhiên như được kéo căng ra. mấy chục binh lính kia cũng chậm rãi nắm chặt báng súng. thiếu tá đó cũng từng bước tiến lại gần nơi tiêu chính văn đang đứng. trong nháy mắt, tiêu chính văn sông thẳng lên, nhanh như cắt rút ra một khẩu súng trường từ bên hông, bắn liên tục hai phát. Một phát trúng vào ấn đường của tên thiếu tá kia, khiến hắn ngã gục luôn tại chỗ. Một phát trúng vào ngực trái của tên lính đang dơ súng lên phía sau, viên đạn xuyên thẳng vào, để lại một mảng máu tươi. Păng păng păng, trong nháy mắt liền trở thành một cuộc đấu súng dữ dội. Mấy chục binh lính lập tức nhắm thẳng về phía tiêu chính văn mà bóp cò thế nhưng tiêu chính văn đã nhanh nhẹn nấp ra phía sau một chiếc xe jeep quân dụng keng 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 những làn đạn dày đặc đồng loạt lao tới mang theo cả tiếng gầm phẫn nộ của bọn chúng tiêu chính văn rút ra một quả pháo từ bên hông rồi dùng lực ném thẳng ra trước một tiếng nổ lớn vang lên đồng thời cũng khiến cho mấy người ngã quỵ máu thịt lẫn lộn sau đó anh lăn ra và trượt dài mấy chục mét trên mặt đất trong tay cầm theo hai khẩu súng lục ngắm bắn vào mấy chục binh lính trước mắt rồi bóp cò. Bằng, 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 mỗi phát súng đều hạ gục được một tên. Gần như chưa đến 5 phút, phía trước pháo đài quân sự đã có cả đám người bê bết máu nằm quằn quại dưới đất. Mà tiêu chính văn lại lành lặn đứng trước cửa, lạnh lùng liếc nhìn một cái rồi quay người định xông vào trong pháo đài. Thế nhưng, ngay lúc đó, một bóng người tràn đầy sát khí điên cuồng xông ra từ trong pháo đài, Vung nắm đấm mạnh mẽ đánh vào mặt của tiêu chính văn. Dầm, tiêu chính căn lập tức giơ tay đỡ lấy. Thế nhưng vẫn bị một lực đánh vô cùng thô bạo đẩy văng ra xa vài mét. Sau khi anh đứng vững mới phát hiện ra gã đàn ông vạm vỡ cao 2 mét trước mắt, cả người cơ bắp cuồn cuộn, mang theo hơi thở của một cường giả cấp chiến thần đang lạnh lùng nhìn mình đầy dữ tợn. Cái tên Bách Lý Huyền Kiếm này đoán không sai tí nào. Mày gây ra động tĩnh lớn như vậy, mục đích quả nhiên là ở đây. Vua Bắc Lương, lần đầu gặp mặt, tao là huyết la sát đến từ nước Bắc Ấn. Hôm nay mày sẽ phải chết dưới tay tao. mươi 458, một nắm đấm giết chết chiến thần. Huyết la sát cường giả cấp chiến thần của nước Bắc Ẩn, xếp thứ tư trong bảng xếp hạng. Tiêu chính văn khẽ cao mày khi nghe tên của đối phương. Hình như cái tên huyết la sát này mình từng nghe ở đâu đó rồi có lần một mình hắn xông vào giết cả đội quân khoảng chừng một nghìn người, cả đội quân bị giết sạch đã tạo nên tiếng xấu của huyết la sát. Hơn nữa tên tuổi của người này ở nước Bắc Ẩn cũng rất hung tợn độc ác. Đặc biệt là ở năm quốc gia vùng biên giới, hắn thực sự là kẻ ác. Số người chết dưới tay hắn ít nhất cũng 10 nghìn. Lúc này, huyết la sát cười gần một cách dữ tợn, nhìn tiêu chính văn ở trước mặt, hắn kích động tung nắm đấm, cú đấm mang theo luồng gió mạnh mẽ lao về phía tiêu chính văn hôm nay tao sẽ giết long vương phương đông và trở thành cường giả mạnh nhất huyết la sát gào mồm lên lực của cú đấm vô cùng lớn như viên đạn đại bác nhanh chóng tấn công tới tiêu chính văn nghiêng người vội tránh né ầm cú đấm của huyết la sát đập mạnh vào bức tường đá bên cạnh tiêu chính văn ầm bức tường đá nứt ra rồi vỡ tung ầm âm ầm âm nhiều cục đá vỡ rơi từ núi xuống. Thấy tiêu chính văn tránh được cú đấm của mình, huyến la sát càng phấn khích hơn, nói có thể tránh khỏi cú đấm của tao, mày có tư cách đấu một trận với tao đấy. Dứt lời, thân hình huyết la sát xông tới chỗ tiêu chính văn, vung nắm đấm và đá chân liên tục. Mỗi nắm đấm và cú đá đều mang sức mạnh phá hủy trời đất. Nếu là người bình thường thì sớm đã chịu không nổi sức gió từ cú đấm, chết luôn tại chỗ nhưng tiêu chính văn lại tựa như con khỉ linh hoạt nhanh chóng tránh né đột nhiên tiêu chính văn vung tay đấm mạnh về phía huyết la sát đối đầu với cú đấm của đối phương thấy cảnh tượng này huyết la sát nở nụ cười dữ tợn hét lên muốn chết hả lại dám phản đòn nắm đấm của tao ngay lập tức nắm đấm của hắn sử dụng sức lực toàn thân tựa như lửa bùng cháy nắm đấm trở nên mờ nhạt và đỏ ửng Huyết La sát tưởng tượng ra cảnh nắm đấm của mình sẽ đánh tiêu chính văn nát thành từng mảnh. ầm, um, nắm đấm hai người chạm vào nhau, phát ra tiếng vang khó chịu cực lớn, tựa như tiếng bom nổ. Khu vực trăm mét xung quanh đều bị chấn động bởi một lực vô cùng lớn. Ngay sau đó, tiếng xương vỡ vang dội khắp nơi. Huyết La sát đang đầy tự tin và cười khẩy thì đột nhiên hoảng sợ và không dám tin, vì trong mắt hắn nhận ra cú đấm của mình đang nhanh chóng bị vỡ vụn từng chút một một luồng sức mạnh cực lớn nhanh chóng lan khắp cánh tay thông qua nắm đấm sau đó trong lúc huyết la sát đang cực kỳ hoảng sợ thì tay phải hắn đã bị một sức mạnh cực lớn truyền vào rồi biến dạng trong chốc lát cả cánh tay phải của hắn máu me be bét lộ ra xương trắng a à, huyết la sát kêu gào thảm thiết chấn động lùi về cả chục mét ầm hắn đập mạnh vào bức tường pháo đài quân sự rồi rơi xuống đất. Còn tiêu chính văn vẫn thản nhiên đứng tại chỗ, thu tay về, khóe mắt lóe lên vẻ lạnh lùng thấu xương, thơ ơ liếc nhìn huyết la sát đang ôm cánh tay máu me be bét, nói một câu, mày thua rồi. Không, tao không thể thua, mày chết đi. Huyết la sát hung tợn gào lên, vội vàng đứng dậy, rồi siết chặt nắm đấm tay trái, xài bước xông về phía tiêu chính văn, nhảy lên không trung hơn 3 mét trong phút chốc huyết la sát nhảy vào không trung khuôn mặt muốn giết người đầy giữ tợn đấm vào đầu tiêu chính văn cú đấm này có lực ít nhất cũng 5.000 cân cho dù là bức tường đá áo giáp sắt đại bác đều sẽ bị đập vỡ trong tích tắc nhưng tiêu chính văn vẫn đứng yên những mày nhìn huyết la sát ở trong không trung đang đánh về phía mình anh bình thản giơ nắm đấm lên nghênh đón ầm uhm, hai cú đấm chạm nhau tiếng xương cốt vỡ lại kêu lên lần nữa. A, à, huyết la sát lại kêu rên bi thảm, cơ thể bay thẳng ra ngoài. Tiêu chính văn thừa thắng sông lên, bổ nhào tới, nhảy lên không chung, trong phút chốc đã tới trước mặt huyết la sát còn chưa rơi xuống, anh giơ nắm phải lên, đấm từ trên xuống, ầm, đấm vào ngực huyết la sát. Trong khoảnh khắc đó, con người huyết la sát có rút lại, chờ mắt nhìn người đàn ông tựa như thiên thần dáng thế đấm vào ngực mình. Dâm, cơ thể huyết la sát bị cú đấm của tiêu chính văn đánh bầm dập, tựa như thiên thạch rơi xuống đất, tạo thành một cái lỗ lớn hình người. Ngực hắn bị lõm vào hoàn toàn, máu tươi trào ra từ miệng, trộn lẫn với nội tảng bị vỡ. Hắn chừng mắt nhìn bầu trời đang dần trở nên u ám, vừa hoảng sợ, vừa do dự trần trừ. Quá, quá mạnh, là Long Vương Phương Đông sao. Đây là lời cuối cùng huyết la sát để lại trên thế gian. Tới lúc chết, hắn cũng không tin được bản thân là cường giả cấp chiến thần xếp thứ tư của nước bắc ẩn lại bị đối phương đánh chết chỉ bằng một nắm đấm tiêu chính văn mặc kệ huyết la sát đang nằm trong vũng máu xông thẳng vào trong pháo đài quân sự tới chỗ nhà giam nhưng lúc này trong nhà giam không có một bóng người ở cửa nhà giam có dòng chữ do con dao găm thép để lại nếu muốn cứu long nhất một cuộc chiến sống còn ở đạo quán trên đỉnh núi thấy dòng chữ này Tiêu Chính Văn cao mày, xoay người nhanh chóng rời khỏi pháo đài quân sự, sau đó lái xe jeep, đạp mạnh ga, lốp xe ma sát mặt đất cuốn tung cỏ và đất còn ẩm ướt, nhanh chóng xuất phát, dọc theo đường núi đi thẳng lên một mạch. Mà lúc này, ở vách đá trên đỉnh núi, Bách Lý Huyền Kiếm đứng chắp tay, nhìn chằm chằm đường núi phía dưới. Khi thấy chiếc xe jeep xông tới như mũi tên trọn, gã nở nụ cười khẩy, nói, hắn tới rồi, huyết la sát chết rồi nghe thấy vậy tám người còn lại đều nhân mặt tuy nhiên đa số mọi người đều cười nhạo cái tên lỗ mãng huyết la sát đó đã định trước là chết trong tay vua bắc lương rồi ha ha bớt đi một đối thủ cạnh tranh cũng tốt vua bắc lương để tôi giết em gái anh trai em còn chết trong tay hắn chỉ dựa vào em thôi sao còn non lắm đứng qua một bên đi đột nhiên trên đỉnh núi sát khí trên người bọn chúng vô cùng mạnh mẽ chờ tăng vọt. Tường vi giơ tay, phi tiêu hình vòng cung ngay eo chợt bắn ra, bắn chúng gã đàn ông đang được bao phủ bởi lớp áo gió màu đen vừa diễu cợt mình, con sư tử đá bên cạnh hắn cũng bị đánh nát trong nháy mắt. Đây là lần cuối cùng, nếu còn sỉ nhục anh tôi thì giết không thương tiếc. Tường vi lạnh lùng nói, đưa tay lấy lại phi tiêu hình vòng cung đang bay ngược về. Từ đầu tới cuối, gã đàn ông mặc khoác đen và đội mũ đen không hề động đậy, thậm chí lúc đầu con sư tử đá ở bên tai bị bắn nát, đầu của gã không hề lệch đi chút nào. Được rồi, hắn tới rồi. Bách Lý Huyền Kiếm lạnh lùng nói, không nén được sự phấn khích và kích động trên mặt. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của chín người, chiếc xe jeep dọc theo đường núi, ở cuối con đường, tiếng động cơ vang ầm rồi nhảy vọt lên, cách mặt đất chừng 3-4 mét, tựa như xe đang bay chương 459, nghênh chiến, chiến thần cửu tôn. Dầm, khi chiếc xe jeep hạ cánh, để lại những vết lốp kéo dài trên mặt đất. Cùng lúc đó, cửa xe bị đá văng ra, dầm một tiếng, đập vỡ tường đá. Tiêu chính văn từ trên ghế lái bình tĩnh bước xuống, vẻ mặt mang theo sát khí nồng đậm, nhìn chằm chằm chín bóng dáng uy phong lẫm liệt trước mặt. Chín chiến thần, quả nhiên khó chơi nhìn thấy tiêu chính văn xuất hiện ở trước mặt, vẻ mặt của chín chiến thần đều tràn đầy hưng phấn. Bách Lý Huyền Kiếm bỗng cảm nhận được khí chất của người thủ lĩnh, đứng dậy định nói, nhưng tiêu chính văn đã lạnh lùng ngắt lời gã, nói, lòng nhất đâu. Lông mày Bách Lý Huyền Kiếm nhách lên, có chút không vui nói, vua Bắc Lương, đến đây rồi, chuyện sống chết của mày không phải do mày quyết định đâu. Chỉ khi mày đánh bại được bọn tao, mày mới có tư cách gặp thuộc hạ của mình bằng không hôm nay cả mày và thuộc hạ của mày đều sẽ bỏ mạng ở núi long môn này biến thành một đám xương trắng ẩn không một ai đoái hoài mày là ai tiêu chính văn nhíu mày hỏi bách lý huyền kiếm đột nhiên kích động đến mức muốn hộp máu khóe miệng khẽ run lên ánh mắt lạnh lùng nói mày không biết tao là ai đáng ghét hắn thậm chí không biết gã là ai gã là cường giả cấp chiến thần đứng thứ ba nước bắc việt đấy Bách Lý Huyền Kiếm đã từng một mình xông vào doanh trại 500.000 quân địch, lấy được thủ cấp của tướng địch. Có cần phải biết một kẻ sắp chết không, Tiêu Chính Văn nói. Một câu nói, phá vỡ đạo quán trước mắt, gợi dậy cơn sóng dữ dội như biển bão. Quá ngang ngược, Bách Lý Huyền Kiếm hừng hực lửa giận trong lòng. Đứng trước mặt gã là chín vị cường giả cấp chiến thần, là những tồn tại đứng đầu nhiều quốc gia vậy mà trong mắt hắn hiện lên toàn vẻ khinh thường. Đáng ghét, mày đang tìm đường chết đấy. Bách Lý Huyền Kiếm tức giận hét lên, vừa định ra tay, khí thế hung ác phía sau lưng gã đã bộc phát ra ngoài. Cùng lúc đó, vài chiếc phi tiêu mang theo sát khí lạnh thấu xương, chấp nhoáng lao vào không trung nhắm thẳng tiêu chính văn. Ba chiếc phi tiêu hình vòng cung xoay với tốc độ cao trên không trung, âm thanh của lưỡi dao sắc bén vang lên vù 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 vô cùng chói tai tựa như cắt đứt không khí. Tiêu chính văn nhíu mày, nhìn người phụ nữ đột nhiên lao về phía anh, thoạt nhìn có chút nghi hoặc, sau đó đột nhiên ra tay. Xoẹt xoẹt xoẹt, anh lấy vô số kim châm bằng thép không gì từ thắt lưng, phi mạnh, cảnh tượng giống như hoa lê mưa bão, trực tiếp bắn ra trên không trung. Len keng, len keng. Khoảnh khắc chiếc kim châm bay va chạm với phi tiêu, ở giữa lập tức bùng lên tia lửa sáng rực. Sau đó, Phi tiêu vòng về hướng người phụ nữ, kim châm cũng bay ngược trở lại trên tay của Tiêu Chính Văn. Vù. Dây tiếp theo, sát khí lạnh lùng của con dao găm cứa thẳng về phía cổ Tiêu Chính Văn. Cơ thể Tiêu Chính Văn hơi ngả về phía sau, con dao găm tỏa ra ánh sáng lạnh thấu xương, cách cổ anh chỉ nửa tấc, đâm xuyên qua không khí. Nhanh quá. Đây là phản ứng của tám vị chiến thần còn lại sao? Vốn tưởng rằng tường vi ra một loạt chiêu nối liền đã vô cùng kinh ngạc, đủ nhanh, cũng đủ để chết người. Tuy nhiên, bọn chúng không ngờ rằng động tác của tiêu chính văn dường như còn nhanh hơn. Có vẻ như hắn đã nhìn thấu từng chiêu trí mạng của tường vi. Ngay cả Bách Lý Huyền Kiếm lúc này cũng phải nhíu mày. Nếu gã đấu với tường vi, dưới một loạt chiêu nối liền của ả à ta, gã sẽ chỉ có 60% cơ hội chiến thắng đây là thực lực của vua Bắc Lương sao? Cường giả cấp chủ soái mạnh nhất của Hoa Quốc phương Đông. Đây có phải là khoảng cách giữa cường giả cấp chủ soái và cường giả cấp chiến thần không? Hàng lông mày của Bách Lý Huyền Kiếm nhíu lại, có chút không tin nổi, xen lẫn vẻ tức giận. Gã dừng chân ở cấp chiến thần đã mấy năm rồi, không thể đột phá lên được. Phải trải qua một trận đại chiến cực kỳ oanh liệt mới có thể đột phá. Mà lần này, mười cường giả cấp chiến thần vây giết một cường giả đỉnh cao cấp chủ soái là cơ hội tốt nhất để gã đột phá chỉ cần giết được vua bắc lương gã có thể lấy đó làm cơ hội đột phá cấp chủ soái tuy nhiên tới thời điểm này xem ra có vẻ rất khó trong khi bách lý huyền kiếm đang suy nghĩ tiêu chính văn và tường vi đã ra vô số chiêu tấn công nhau tường vi xoay người đá mạnh ả à ta nâng đôi chân ngọc thon gọn thẳng tắp giống như một chiếc roi thép đập mạnh vào đầu tiêu chính văn. Tuy nhiên, tiêu chính văn không hề tránh, anh giơ tay lên, siết chặt mắt cá chân của tường vi. Bất kể tường vi có cố gắng cử động thế nào, chiếc chân ngọc đó cũng không thể tiến về phía trước nửa tấc. Đột nhiên, ả à ta dùng chân trái đạp xuống đất, cả người bay lên không chung, xoay tròn trên không, đầu gối trái đập vào cầm tiêu chính văn. Nhưng tiêu chính văn dường như đã nhìn thấu động tác của ả à ta từ lâu, nhanh chóng giơ tay còn lại lên ấn mạnh đầu gối trái của tường vi đè ả à ta xuống sau đó nhấc chân đẩy mạnh thô bạo đánh vào lưng của tường vi bịch tường vi đau đớn bị tiêu chính văn ném thẳng sang một bên nặng nề đập vỡ trụ đá bên cạnh lăn xuống đất phun ra mấy ngụm máu nhưng đôi mắt ả à ta lại đỏ rực mang theo hận ý ả à ta nhanh chóng đứng dậy lau vết máu trên khóe miệng cầm dao găm định lao về phía tiêu chính văn nhưng lúc này bách lý huyền kiếm đã đứng ra lạnh lùng nhìn chằm chằm tiêu chính văn bảy người còn lại cũng lần lượt tiến lên phía trước đứng thành một hàng sát khí nổi lên cuồn cuộn xé rách bầu trời tám cường giả cấp chiến thần nhìn nhau trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng quái dị vừa rồi bọn chúng đều bị thực lực của tiêu chính văn khống chế cường giả mạnh như vậy nếu không hợp lực bọn chúng hoàn toàn không có khả năng đánh bại anh mặc dù bọn chúng đều là những cường giả cấp chiến thần hàng đầu ở các nước nhưng khi đối mặt với sự tồn tại đỉnh cao cấp chủ soái một đấu một không khác nào tự tìm đường chết cùng xông lên được mau giết hắn không kéo dài thời gian được nữa ngay khi vừa dứt lời trừ tường vi tám cường giả cấp chiến thần đột nhiên tấn công dữ dội về phía tiêu chính văn trên đỉnh núi long môn trước đạo quán đổ nát một trận chiến kinh hoàng đã nổ ra tiêu chính văn đơn độc chiến đấu chống lại tám cường giả cấp chiến thần. Tám kẻ này cũng không phải hạng soàng, là cường giả thực sự, đều có tầm hiểu biết uyên thâm và độc nhất về võ thuật và các chiêu thức chí mạng. Ở thế giới này, chỉ cần thực lực đạt tới cấp chiến thần, đều không thể dùng lẽ thường để nói chuyện. Trước đạo quán, vô số bóng người vụt qua, đá vỡ vụn tung bay trong không trung, nắm đấm lao ra vun vút. Khí thế của tiêu chính văn vững mạnh như thần, toàn thân tỏa ra ý chí chiến đấu cuồng bạo long trời lở đất, không ngừng ra chiêu, đồng thời phản lại đòn công kích của tám chiến thần. Mỗi một đối thủ đều ra chiêu thức chí mạng. Cho dù tiêu chính văn là cường giả cấp chủ soái, lúc này phải đối diện với đòn công kích của tám cường giả cấp chiến thần 4 sao cũng có chút vất vả. Không bao lâu sau, trên người tiêu chính văn đã xuất hiện vô số vết thương, nhưng cơn đau trên cơ thể lại khiến lực chiến đấu và sát khí của anh như bùng phát mạnh hơn rất nhiều. Tám đối thủ cũng không hề dễ dàng. Sau vài hiệp chiến đấu, tiêu chính văn vẫn mạnh mẽ như thần, hơn nữa tinh thần chiến đấu còn không ngừng dâng trào. Đối phương thì ngược lại, nhiều người trong số bọn chúng bị thương, sức mạnh cũng bắt đầu suy giảm. Nếu không nhanh chóng giải quyết tiêu chính văn, tám người bọn chúng rất có thể sẽ bỏ mạng tại đây. Dầm. Trận chiến tiếp tục nổ ra. Cơ thể Tiêu Chính Văn bị đánh bay lên không trung. Trong đám đối thủ, tên mặc áo gió màu đen bị đạp vào đầu bay ra mấy chục mét, đập mình vào đạo quán phía sau. Tiêu Chính Văn cũng ngã vật ra, nhưng hai tay nhanh chóng đỡ trên mặt đất, cả người như lò xo, lập tức đứng bật dậy. Ngay lúc anh vừa đứng dậy, một thanh kiếm dài tỏa ánh sáng lạnh lẽo chém tới, khiến khói bụi mịt mù đồng thời chém vỡ nát viên gạch đá màu xanh bên cạnh tiêu chính văn. Tiêu chính văn bay lên không trung, lao về phía sau vài mét, rồi lao xuống như một con báo. Anh rút con dao quân đội nằm cạnh từ thắt lưng, đâm về phía bách lý huyền kiếm, chặn lại nguyễn kiếm của gã, phát ra âm thanh lanh lành, ở giữa không ngừng phóng ra tia lửa sáng rực. Tuy nhiên, ngay sau đó, nguyễn kiếm đó lập tức vỡ nát. Bách lý huyền kiếm trợn tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng, tốc độ của con dao quân đội năm cạnh không hề giảm, đâm thẳng vào lồng ngực của gã. chương 460, một mình thảm sát. Phịch, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Bách Lý Huyền Kiếm xoay người sang một bên, con dao quân đội năm cạnh đâm vào xương bả vai của gã, máu chảy ròng ròng. Trận chiến khốc liệt vẫn tiếp tục diễn ra. Trước đạo quán, bóng người bay qua vun vút. Thời gian trôi qua, hết người này đến người khác ngã xuống một hồi lâu sau tại đỉnh núi Long Môn, trước đạo quán. Trên mặt đất, có tám xác chết nằm la liệt. Chỉ có hai người đang đứng. Cả người tiêu chính văn bê bết máu, bộ đồng phục dần di của anh rách nát, khuôn mặt có chút bầm tím, trên người cũng có vết thương, nhưng đều không gây chết người. Còn tám cường giả cấp chiến thần đều đã chết. Ánh mắt tiêu chính văn lạnh lùng, tràn đầy sát khí, anh đi về phía tường vi, cường giả cuối cùng. Tường Vi giờ phút này đã hoảng hốt ra mặt, cơ thể mềm nhũn ngồi trên mặt đất, hoàn toàn không có bất kỳ ý phản kháng nào. Quá, quá mạnh. Đây có phải là thực lực của một cường giả cấp chủ soái không? Tám chiến thần cấp 4 sao đều đã bỏ mạng tại đây. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn đang từng bước đi về phía mình, cả người Tường Vi bắt đầu run lên. Khí thế thật mạnh mẽ, luồng sát khí lạnh thấu xương cảm giác ớn lạnh bao trùm cả ngọn núi này khiến tường vi run lên từ tận tâm hồn ả à ta là cường giả cấp chiến thần bốn sao mạnh mẽ lúc này lại yếu ớt ngồi sụp trên mặt đất như một cô gái nhỏ toàn thân run rẩy đây là biểu hiện của sự sợ hãi là phản ứng theo bản năng chính bởi vì tiêu chính văn quá mạnh mẽ tám chiến thần đều đã chết bịch 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 đôi giày da to của tiêu chính văn dẫm lên mặt đất phát ra âm thanh nhịp nhàng dừng trước mặt tường vi, anh nhìn xuống ả ta, lạnh giọng hỏi, Long Nhất đang ở đâu? Lúc này, tường vi cảm thấy mình dường như thở không ra hơi, khí thế tỏa ra từ cơ thể tiêu chính văn quá mạnh, chèn ép khiến ả ta cảm thấy một ngạt, như cảm nhận được cái chết. Ả ta run rẩy vươn tay chỉ vào bên trong đạo quán. Tiêu chính văn cất bước xông thẳng vào đạo quán, lúc này nhìn thấy Long Nhất nằm trên mặt đất, thương tích đầy mình, hôn mê bất tỉnh long nhất tiêu chính văn gầm lên một tiếng nhanh chóng chạy tới kiểm tra vết thương của long nhất bị thương rất nặng chân tay gãy hết ngực và bụng cũng phải chịu một tác động rất lớn nguyên nhân là do bị cao thủ không ngừng đấm đá chấn thương như vậy có lẽ chỉ có cường giả cấp chủ soái mới chịu được nhìn thấy cơ thể đầy máu của long nhất trong mắt tiêu chính văn cuồn cuộn sát ý cuồng bảo sát khí này trong nháy mắt quét qua cả núi long môn tướng quân trà tụng đang săn tìm bóng dáng tiêu chính văn dưới chân núi cũng đột nhiên sững sờ lúc này cũng mới có phản ứng hắn hét lớn không ổn chúng kế rồi mau mau lên đỉnh núi ngay tất cả mọi người mang theo trang bị đột nhiên dưới chân núi long môn hàng chục nghìn binh lính vũ trang đầy đủ sông lên đỉnh núi tiêu chính văn đang quỳ một gối trước mặt long nhất anh giơ tay lên mấy kim châm lóe lên ánh sáng màu bạc đâm thẳng vào huyệt đạo trên đỉnh đầu tim ngũ tạng của long nhất phịch đột nhiên long nhất tỉnh lại phun ra một ngụm máu đen mở to đôi mắt lim dim nhìn thấy tiêu chính văn ở trước mặt vội vàng muốn đứng dậy quỳ xuống nói chủ chủ soái tuy nhiên tay chân đều bị gãy long nhất không thể gượng dậy được tiêu chính văn cũng giữ long nhất giọng điệu nghiêm trọng nói không cần lễ nghĩa nhiều anh chịu đựng một chút. Vẻ kiên định lóe lên từ khóe mắt Long Nhất, anh ta nghiến răng nghiến lợi. Rắc vài tiếng, Tiêu Chính Văn dùng tay không nối liền phần xương tay chân đã gãy của Long Nhất, toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy nửa phút, nhưng lại đau đến mức không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Hàm răng Long Nhất gần như bị nghiền nát, trên trán không ngừng túa ra mồ hôi lạnh, chịu đựng cơn đau khủng khiếp khi nối xương tứ chi. Tiếp sau đó, Tiêu chính văn luồn sợi chỉ qua kim châm, nhanh chóng khâu lại vết thương trên người Long Nhất. Toàn bộ động tác cực kỳ nhanh chóng. Chiếc kim châm trong tay tiêu chính văn tựa như ánh sáng lấp lánh qua lại không ngớt, tốc độ hết sức nhanh, ngay sau đó, anh đã khâu xong vài vết thương bắt đầu nhiễm trùng trên cơ thể Long Nhất. Xong xuôi, tiêu chính văn kéo Long Nhất từ mặt đất lên, khoác tay lên vai anh ta, hỏi có thể đi được không? Long Nhất nghiêm túc gật đầu, được suốt lời, tiêu chính văn mang theo Long Nhất, nhanh chóng rời khỏi quán đạo. Khi anh bước đến cửa, tường vi vẫn còn ngồi trên mặt đất. Nhìn tiêu chính văn đang chuẩn bị rời đi, tường vi cuối cùng thu hết can đảm và hét lên, vua Bắc Lương, mày có nhớ quỷ khấp chết trong tay mày ba năm trước không? Tiêu chính văn dừng lại, lông mày cau lại, sau đó nói, không nhớ. Sau đó, anh tiếp tục cất bước đi về phía xe jeep. Dầm vào thời điểm đó tường vi đã tuyệt vọng ả à ta luôn muốn báo thù cho anh trai mình mà bây giờ kẻ thù đang ở ngay trước mặt nhưng ả à ta không tài nào giết được thậm chí kẻ thù còn không nhớ tên anh trai mình có lẽ từ đầu đến cuối người đàn ông này thậm chí còn không biết tên anh trai mình có quá nhiều cường giả chết trong tay vua bắc lương tường vi khóc thầm nhìn tiêu chính văn leo lên xe jeep nhưng đúng lúc này xung quanh đỉnh núi, hàng chục chiếc xe jeep, xe bọc thép và hàng trăm lính tiên phong bất ngờ lao tới, vũ trang đầy đủ, dương súng nhắm vào tiêu chính văn đang ngồi ở giữa xe jeep. Nhìn cảnh tượng trước mặt, tiêu chính văn nhíu mày. Tướng quân trà tụng cũng bước ra từ phía sau đám đông với vẻ mặt diếu cợt, thắt lưng cũng có súng, rút một điếu thuốc trên túi ngực, châm lửa nhấp hai ngụm rồi cười nói, vua Bắc Lương, đã lâu không gặp, không ngờ hôm nay sẽ bị trà tụng tôi bắt giữ. Khi Trà Tụng nói, khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ lạnh lùng hung dữ. Long soái cấp 5 sao mạnh nhất của Hoa Quốc đang bị bị hắn bao vây. Tiêu Chính Văn bước xuống xe, lạnh lùng liếc nhìn hàng trăm tên lính cầm súng xung quanh, khóe miệng khẽ nhếch lên, anh cho rằng nhiều người như vậy có thể giết tôi. Nghe thấy vậy, Trà Tụng nhíu mày nói, "Vua Bắc Lương, anh ngang ngược quá đấy. Hôm nay, đạo quán này chính là nơi chôn anh đấy." "Đừng quên" tôi còn có 10 cường giả cấp chiến thần. Nếu như bọn họ ra tay, anh chết là cái chắc. Hắn lạnh lùng cười ha hả. Tiêu chính văn nhướng mày, bật cười, anh đang nói đến bọn chúng sao. Vừa nói, tiêu chính văn vừa đưa tay chỉ đám người trên bậc thềm đạo quán. Chỗ đó, cơ thể vốn đã lạnh ngắt của tám cường giả chấn động lòng người, khiến trà tụng run lên bần bật, trên khóe chán túa ra mồ hôi lạnh. Chuyện này, chuyện này sao có thể như vậy được? Trà Tùng hốt hoảng. Trước mặt hắn, tám xác chết đều là cường giả cấp chiến thần. Họ thực sự đã chết. Một giây tiếp theo, Trà Tùng quyết định dứt khoát, xua tay, gầm lên, bắn. Giết anh ta cho tôi. Nhưng, ngay khi lời nói của hắn vừa vang lên, Tiêu Chính Văn đã hành động. Tiêu Chính Văn giơ tay rút mười mấy kim châm chỗ thắt lưng, phi mạnh, trong nháy mắt, đâm xuyên qua giữa lông mày của đám lính xung quanh, chỉ còn hiện một chấm máu đỏ. Sau đó, kim châm bay trở lại tay tiêu chính văn, tất cả binh lính này đều ngã vật xuống đất, chết thảm. Chỉ trong nháy mắt, hàng chục binh lính đã được giải quyết. Cảnh tượng này khiến trà tụng hoảng sợ. Bắn, giết anh ta đi, trà tụng gầm lên. Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, hắn thấy một bóng người biến mất trước mắt mình. Tiêu chính văn như một bóng ma, bay lướt qua trước mặt mười mấy binh lính con dao quân đội nằm cạnh trên tay cứa xuyên cổ và tim của bọn chúng trong phút chốc đám người ngã xuống bị con dao lạnh lẽo cắt đứt sinh mạng cứ như vật bóng dáng của tiêu chính văn liên tục thay đổi vị trí mỗi lần như vậy đều có thể thu được một lượng sinh mạng lớn của đám binh lính số lính còn lại kinh hãi không thôi liên tục bắn vào tàn ảnh của tiêu chính văn nhưng kết cục toàn là bắn chết đồng đội của mình khung cảnh trước mặt đạo quán hỗn loạn vô cùng. Trà tụng hoảng sợ, kinh hãi tột độ, nhanh chóng xoay người chạy trốn. Tuy nhiên, một giọng nói tựa như thần chết vang lên sau lưng hắn. Trà tụng, anh muốn chạy đi đâu? Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 23